Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 71. Hạo Thiên giới đáp, lò thần Hạo Thiên có thể tinh luyện tạp chất trong thể xác và tinh thần, giúp ngươi mở được một phần gông xiềng. Nhưng ở trong lò thần Hạo Thiên cực kỳ đau đớn, khó lòng chịu đựng. Ngô Bình gật đầu, được, giờ ta sẽ đến lò thần Hạo Thiên. Dứt lời, một lò thần khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Lò thần cao mười mấy mét, vuông vức, bề mặt chẳng chịt thần phù. Chính diện lò thần có một vòng xoáy. Hạo Thiên giới nói, có thể vào rồi. Ngô Bình nhảy vào vòng xoáy. Đất trời rung chuyển, anh chìm vào một luồng sáng vàng dày đặc. Ánh sáng vàng này có sức thẩm thấu cực mạnh, có thể vào xương cốt máu thịt anh, cũng có thể ngấm vào nguyên thần của anh. Ánh sáng vàng vừa ngấm vào, anh lập tức thét lên thảm thiết. Đau quá! Cảm giác này như thể ruột bị xé toạc, da bị lột ra, não bị người ta dùng gậy khuấy tung lên. Mọi đau đớn cộng dồn vào chính là cảm giác hiện tại của anh. Lúc này, giọng của Hạo Thiên giới vang lên, bậc 1, kim quang luyện hình. Ánh sáng vàng sẽ luyện hình một canh giờ, tần suất càng lúc càng cao. Kiên trì được bao lâu thì phải xem vận may của ngươi. Lúc này, Ngô Bình nào nghe được Hạo Thiên giới nói gì? Anh dùng toàn bộ ý chí để chống lại đau đớn khi bị ánh sáng vàng kia luyện hình. Hạo Thiên giới nói, kim quang luyện hình, nửa canh giờ đầu tiên, chỉ có 10% hiệu quả. Kiên trì đến khắc thứ 5, sẽ được 20% hiệu quả. Kiên trì đến khắc thứ 6, sẽ được 40% hiệu quả. Kiên trì đến khắc thứ 7, 50% hiệu quả. Hiệu quả cao nhất nằm ở khắc cuối cùng. Nếu ngươi kiên trì đến cuối, sẽ nhận được 100% hiệu quả luyện hình. Quá đau đớn, Ngô Bình dứt khoát thả nhân cách tối thượng ra. Nhân cách tối thượng không sợ đau, anh lập tức ngừng kêu la. Nửa canh giờ trôi qua, rồi đến khắc thứ 5, thứ 6, đến khi một canh giờ kết thúc, Ngô Bình cũng không hó hé tiếng nào. Sau đó, ánh sáng vàng biến mất, ánh sáng màu tím chiếu xuống, tiếp tục ngấm vào nguyên thần anh. Lần này, đau đớn tăng gấp bội, nếu không nhờ nhân cách tối thượng, e là ngay cả 5 giây, anh cũng không kiên trì nổi. Hiệu quả của ánh sáng tím càng thần kỳ hơn, không ngừng cường hóa nguyên thần của Ngô Bình. Lúc này, nhân cách tối thượng lấy thiên phách châu ra rồi nuốt vào. Năng lượng trong thiên phách châu nhanh chóng dung hợp với nguyên thần của anh, khiến nó mạnh hơn. Hiệu quả luyện thần của ánh sáng tím giúp thiên phách hòa hợp hoàn toàn vào nguyên thần. Hạo Thiên giới nói, tử quang luyện thần, thời gian một canh giờ. Sau một khắc ánh sáng tím luyện thần, nhân cách tối thượng đã quyết đoán thăng lên cảnh giới thần biến. Nhờ tác dụng của ánh sáng tím, thần biến cực kỳ suôn sẻ, gần như hoàn thành trong tích tắc. Nguyên thần trở nên mạnh vô cùng, thế là anh tu luyện kinh cực thần lên tầng 4, quán tưởng hình dạng đế. Lần này không ngờ anh lại kiên trì được, nguyên thần dần thay đổi, hóa thành hình dạng đế. Quá trình này kéo dài khoảng một khắc. Khi ánh sáng tím biến mất, ánh sáng đen ngòm liền chiếu xuống. Ngập trong ánh sáng đen, ngũ cảm lục thức của Ngô Bình đều biến mất. Ánh sáng đen nới lỏng xiềng xích của nguyên thần theo một cách độc đáo, Ngô Bình thừa cơ tu luyện tầng 5 của kinh cực thần. Tầng 5 có thể giải phóng xiềng xích, phá vỡ trói buộc, khôi phục năng lực lớn mạnh của thủy tổ loài người. Nhờ sự trợ giúp của ánh sáng đen, gông xiềng đầu tiên được nới lỏng, rồi bị phá vỡ. Sau đó, gông xiềng thứ 2, thứ 3 lần lượt bị phá bỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình còn chưa kịp cảm nhận ba loại gông xiềng được mở ra, ánh sáng đen đã biến mất, cơ thể anh cũng xuất hiện bên ngoài lò thần Hạo Thiên. Hạo Thiên giới nói, người đã kiên trì đến thời khắc cuối cùng trong lò thần Hạo Thiên, đạt thành tích cao nhất lịch sử. Ngô Bình hỏi, trong lịch sử, người có thời gian lâu nhất là bao lâu? Hạo Thiên giới đáp, một canh giờ rưỡi. Người đó kiên trì được nửa canh giờ trong tử quang luyện thần, sau đó bỏ cuộc. Ngô Bình gật đầu. Hỏi tiếp, phần khảo hạch thứ ba là gì? Hạo Thiên giới đáp, phần thứ ba là luyện hóa gương Hạo Thiên. Ngô Bình hỏi, gương Hạo Thiên là pháp bảo gì? Hạo Thiên giới đáp, gương Hạo Thiên có thể chiếu ra thiếu sót trong tu hành của một người và mọi khuyết điểm trong cơ thể cũng như nguyên thần. Có nó, người có thể trở nên hoàn hảo. Ngô Bình cả kinh, có bảo vật này nữa ư? Hạo Thiên giới bảo, nhưng khí linh của gương Hạo Thiên rất mạnh. Muốn thu phục nó là chuyện cực kỳ khó. Ngô Bình hít một hơi sâu, được rồi, đưa ta đi gặp gương Hạo Thiên. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bay tới, tay Ngô Bình nặng hơn, xuất hiện thêm một tấm gương cổ.
Anh sững sờ hỏi, đây là gương Hạo Thiên. Hạo Thiên giới im lặng vài giây mới cất tiếng, có ý gì đây, gương Hạo Thiên. Một giọng nữ lanh lảnh êm tai vang lên, nơi quỷ quái này tẻ nhạt lắm. Vị này đã vượt qua hai phần khảo hạch, đương nhiên ta muốn đi theo cậu ấy. Hạo Thiên giới nói, sứ mệnh của ngươi là kiểm tra cậu ta. Gương Hạo Thiên hừ giọng, ta không có sứ mệnh đấy. Rồi nó nói với Ngô Bình, cậu mau luyện hóa ta đi. Ngô Bình sửng sốt, như thế cũng được à? Anh lập tức ngấm thần niệm vào gương Hạo Thiên. Chỉ vài giây sau, anh đã dễ dàng kiểm soát cấm chế chính của gương Hạo Thiên và tâm ý tương thông với gương Hạo Thiên. Hạo Thiên giới có vẻ rất bất lực, đành nói, được rồi. Xem như ngươi vượt qua khảo hạch thứ ba, bây giờ ngươi chính thức trở thành thần tử Hạo Thiên, còn đạt được thành tích cao nhất lịch sử, nên ngươi sẽ nhận được chúc phúc của Hạo Thiên Thượng Đế. Lời vừa dứt, thiên quang từ trên cao rơi xuống, bao bọc Ngô Bình. Đắm mình trong thiên quang, Ngô Bình cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Anh lờ mờ cảm nhận được vận khí của mình tăng trưởng mạnh. Sau cùng, bên ngoài cơ thể và nguyên thần anh có thêm một lớp thần quang mờ mờ. Thần quang này có thể cắt đứt mọi lời nguyền, tai họa, hiểm nguy, vân vân. Nhưng giây kế tiếp, thần quang đã biến mất, trừ phi anh bằng lòng, nếu không thần quang Hạo Thiên sẽ không chủ động xuất hiện. Hạo Thiên giới nói, thần quang chúc phúc của Hạo Thiên Thượng Đế chỉ kéo dài một canh giờ, hãy tiết kiệm một chút. Ngô Bình hỏi, ý ngươi là thần quang này chỉ được dùng tối đa một canh giờ. Hạo Thiên giới nói, đúng vậy, một khi đã kích hoạt thần quang Hạo Thiên, thì dù có là Đại La Kim Tiên cũng không làm gì được ngươi. Song ngươi chỉ có một canh giờ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Ngô Bình gật đầu, hiểu rồi. Tiếp theo, có phải ta được vào tầng 3 của Hạo Thiên giới không? Hạo Thiên giới đáp, hiện giờ ngươi là thần tử Hạo Thiên, muốn nhận được truyền thừa của Hạo Thiên Thượng Đế thì phải trở thành Đoạt Thiên Tiên Tôn trước. Ngô Bình gật đầu, bây giờ ta có thể rời đi rồi à? Hạo Thiên giới nói, đúng thế. Ngô Bình lập tức quay về thành nữ đế, tìm nữ đế và Lâm Bích Giao. Lúc này, nữ đế Linh Hy đã chuẩn bị xong. Cô ấy dẫn theo hơn 900 tùy tùng, đều là người có tu vi cao nhất và tư chất tốt nhất. Ngoài ra còn có Hỏa Chu và mấy chục thuộc hạ của cô ta. Dĩ nhiên là còn vị Thi Hoàng kia nữa. Nhận được tin, Thi Hoàng là người đến nơi đầu tiên. Thi Hoàng đã luyện thi giới vào cơ thể. Lúc này, trông Thi Hoàng vẫn là một người đàn ông điển trai. Chuẩn bị xong, nhóm người này theo Ngô Bình rời khỏi Hạo Thiên giới. Khi họ xuất hiện ngoài quỷ môn quan, những tu sĩ bên ngoài đều sửng sốt. Chuyện gì vậy? Sao nhiều người đi ra thế kia? Nhiều gái xinh quá, lẽ nào trong đó có nữ nhi quốc? Ngô Bình phớt lờ lời bàn tán của họ, điều khiển độn quang, đưa cả nhóm người về Điện Thanh Liên. Nhiều phụ nữ như vậy, anh tạm thời không có chỗ để sắp xếp nên đành đưa họ đến Điện Thanh Liên trước. Tu vi của nữ đế Linh Hy quá cao, Ngô Bình bèn đưa một lá bùa cho cô ấy để tạm thời áp chế tu vi. Đến Thiên Địa Kiếm Tông, Ngô Bình bảo Lâm Thanh Giao giúp anh bố trí cho họ. Cuối cùng chị em Lâm Bích Giao và Lâm Thanh Giao cũng nhận nhau. Cả hai ôm mặt khóc nức nở rồi trốn vào phòng, không biết nói với nhau chuyện gì. Sắp xếp xong xuôi, Ngô Bình chợt nghe một tiếng động lớn ở phía đông, bầu trời như nứt ra, mặt đất rung chuyển. Các vết nứt ngày càng lớn. Trời đất nối thành một. Vô số tu sĩ xông đến vị trí vết nứt. Họ bàng hoàng phát hiện kết giới giữa địa tiên giới và thái thanh tiên giới đã biến mất, hai bên nối liền thành một. Chuyện này còn chưa xong, phía tây lại có một tiếng động cực lớn. Điều tương tự xảy ra, biên giới của địa tiên giới và thế tục cũng biến mất. Vài giờ sau, một cảnh tượng kinh khiếp đã xuất hiện. Những phong cảnh khác biệt đã được nối lại với nhau. Có một đường thẳng tắp ở giữa. Một bên là non xanh nước biếc, một bên lại là sa mạc hoang vu. Khi Ngô Bình đến biên giới, anh kinh ngạc phát hiện nơi này chính là vùng nào đó ở phía tây bắc Viêm Long. Một lượng lớn linh khí và thủy khí từ địa tiên giới tràn vào sa mạc, tiến vào Viêm Long. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã vần vũ mây đen, sấm sét vang rền, giữa sa mạc lại đổ mưa to. Ngô Bình đứng dưới cơn mưa nặng hạt, cảm thán vô vàn. Đại thế cuối cùng vẫn đến. Mà còn đến đột ngột nhường này. Lúc này, có vô số độn quang rơi xuống từ bầu trời, đủ màu sắc. Ngô Bình đanh mặt lại, vì trong những độn quang ấy có rất nhiều tu sĩ mạnh, với không ít người là thiên tiên. Do linh khí khôi phục, quy luật thế giới trở lại bình thường,
cuối cùng thiên tiên cũng có thể hạ giới. Nhóm người này lập tức lao xuống hạ giới, xem ra họ rất nóng lòng, đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Cùng lúc đó cũng một lượng lớn tu sĩ lao ra khỏi địa tiên giới. Ngày nay, các quy tắc của địa tiên giới không còn ràng buộc bất cứ ai. Tất cả tu sĩ đều có thể đến thế giới của thế tục. Một cái đầu lâu khổng lồ bay ra, kéo theo một luồng sáng đen, hướng về phía thế tục. Đầu lâu ấy phát ra một tiếng cười chói tai, chà, cuối cùng ta cũng có thể đại khai sát giới rồi. Là ma quân đầu lâu, có người kêu lên kinh ngạc, không phải hắn chết rồi sao? Sau đó có một con sói cao mấy trăm mét chạy ra khỏi địa tiên giới, yêu khí cuồn cuộn, khí tức đáng sợ. Thương Thanh Lang Hoàng, nó còn sống ư, đám tu sĩ kinh hãi. Sau đó, từng thứ đáng sợ lao ra khỏi địa tiên giới như thú dữ sổng chuồng. Một tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi, sư phụ, chẳng phải địa tiên giới không có thiên tiên sao ạ? Sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều thế? Một ông lão thở dài, đây là những kẻ cự phách đã ẩn náu ở Côn Luân nhiều năm và sự thức tỉnh những năng lực đã ngủ say, cuối cùng họ cũng không ngồi yên được nữa. Một tu sĩ khác cảm thán, thế giới này, thay đổi rồi. Ha ha ha, ta muốn ăn thịt người. Một con quái vật hình người với đôi cánh giống như rơi lao ra, thân mình dài 10 mét. Nó đột nhiên bổ nhào xuống, trực tiếp nuốt chửng một tu sĩ cảnh giới động thiên. Tu sĩ cảnh giới động thiên kia còn không kịp kêu la đã bị nhai rôm rốp. Quái vật đắc ý, bay lên cao rồi lại lao xuống lần hai. Mục tiêu lần này là Ngô Bình. Một đường kiếm bay xuống khoảng không của Đông Hồ, đó chính là Ngô Bình, anh nhìn xung quanh thì thấy trời yên biển lặng, linh khí phục hồi chưa ảnh hưởng gì tới nơi này. Anh thở phào một hơi, sau đó gọi cho Lý Vân Đẩu và Lý Mai, bảo họ đến ngay, Ngô Mi và Mỹ Ngọc cũng bị anh gọi về nhà ngay lập tức. Đến nhóm Chu Thanh Nghiên đang ở nước Đông Tinh xa xôi cũng phải về nước luôn. Ngô Bình ngại ngồi máy bay nên đi thẳng tới Vân Đông để gặp Lý Vân Đẩu. Lúc này, ông ấy đang ngồi cùng với mọi người của Lý Thị để bàn chuyện làm ăn. Sự xuất hiện bất ngờ của Ngô Bình khiến Lý Vân Đẩu thấy hơi ngạc nhiên. Tiểu Bình, sao cháu đến đột ngột thế? Ngô Bình, ông ơi, cháu đến đón mọi người về nhà mới. Không lâu nữa, thế giới của người tu hành sẽ nối liền với thế giới của chúng ta, đến lúc ấy sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Lý Vân Đẩu trầm mặc một lát rồi nói, Tiểu Bình, ông không đi được. Ngô Bình ngẩn ra hỏi, tại sao ạ? Lý Vân Đẩu chỉ vào mọi người rồi nói, họ đều là người của Lý Thị, ông đi rồi thì họ phải làm sao? Ngô Bình trầm ngâm rồi nói, ông cứ về nhà mới trước đi đã, chuyện này cứ giao cho cháu. Cháu đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ an toàn. Lý Vân Đẩu vẫn quả quyết, không được, ông phải ở lại. Nếu ông đi rồi thì mọi người sẽ lo lắng. Lý Mai đi vào rồi cười nói, ông ơi, Huyền Bình mới là tông chủ, chúng ta phải nghe lời anh ấy chứ. Lý Vân Đẩu, nó là tông chủ, nhưng ông là ông của tông chủ. Lý Mai, ông nghe lời Huyền Bình đi, cứ giáo chuyện này cho bọn cháu xử lý. Mọi người trong dòng tộc Lý thì cũng nhao lên, đúng đấy hội trưởng, chúng tôi tin tưởng tông chủ. Bấy giờ, Lý Vân Đẩu mới chịu đi theo Ngô Bình về nhà mới. Cùng lúc đó, Ngô Bình bảo Lý Đông Hưng gọi ngay cho những người đồng ý phối hợp trong Lý Thị rồi bảo họ nhanh chóng chuyển đến Nam Đô. Khu vực mà hiện giờ Ngô Bình có thể bảo vệ có hạn, chỉ còn cách tập trung mọi người lại thì anh mới có thể bảo vệ họ tốt hơn. Sắp xếp cho người nhà xong, Ngô Bình lại lần lượt dẫn Ngô Mi và Chu Thanh Nghiên về nhà. Sau đó, Chu Thanh Nghiên, Lãnh Như Yên, Đào Như Tuyết, Đường Tử Di cũng gọi cho người nhà của mình và bảo họ tạm thời chuyển đến khu Hưng Long sống. May mà nhà họ Lý đã xây dựng rất nhiều nhà, dù có thêm bao nhiêu người tới cũng có đủ chỗ để ở. Ngô Bình còn liên lạc với nữ đế để nhờ cô ấy dẫn một tốp cao thủ đến hỗ trợ. Trong lúc đang bận rộn, Ngô Bình còn nhận được điện thoại của Viên Khắc Hiếu. Ông ấy nói với giọng rất nặng nề, thầy Ngô, thầy đến Thiên Kinh một chuyến được không? Ngô Bình hỏi, có chuyện gì thế? Viên Khắc Hiếu, không biết tại sao mà linh khí lại hồi phục trước, bây giờ Thiên Kinh đã xuất hiện nhiều tu sĩ, họ coi trời bằng vung, làm Thiên Kinh loạn hết cả lên. Thầy Ngô có thể tới đây một chuyến để dẹp yên chuyện này không? Ngô Bình, tôi đi có thích hợp không? Dẫu sao cũng có 12 tiên tướng, chuyện lớn đến đâu cũng phải do họ xử lý. Viên Khắc Hiếu, các tiên tướng cũng không ngờ Côn Luân lại có nhiều tu sĩ ẩn danh như thế, hơn nữa họ đều rất lợi hại.
Ngô Bình, tu vi của tôi có hạn, chỉ e không giúp được nhiều. Viên Khắc Hiếu, thầy Ngô, cậu là long chủ của Thiên Long, nếu lúc này cậu xuất hiện rồi bảo vệ hòa bình cho Thiên Kinh thì sẽ khiến những người đó thấy được giá trị của Thiên Long. Như vậy thì Thiên Long chẳng những không tan rã, mà còn có địa vị vững chắc hơn ở Viêm Long. Biết đâu tương lai còn trở thành một tổ chức sánh ngang với tiên sư phủ ấy chứ. Ngô Bình bắt đầu dao động, thật lòng anh không muốn giải tán Thiên Long, đây thật sự là cơ hội để anh giữ lại tổ chức. Anh hỏi, Thiên Kinh lớn lắm, Thiên Long chỉ trấn thủ được một phương thôi. Viên Khắc Hiếu nói, đương nhiên, Thiên Kinh có 10 huyện, chỉ cần thầy Ngô chiếm đóng được huyện Long Khánh ở cuối phía Tây là coi như thành công lớn rồi. Ngô Bình, Long Khánh là cửa ngõ phía Tây của Thiên Kinh, nếu tu sĩ của Côn Luân đến Thiên Kinh thì sẽ tấn công nơi này đầu tiên. Này Viên Khắc Hiếu, ông định đẩy tôi lên ngọn đầu đài đấy à? Viên Khắc Hiếu, không giấu gì cậu, hiện giờ chỉ còn đúng huyện Long Khánh là chưa có người cai quản thôi. Ngô Bình thoáng do dự rồi nói, được, tôi nhận nhiệm vụ này. Viên Khắc Hiếu mừng rỡ nói, tôi chờ thầy Ngô ở Thiên Kinh. Cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị đã, ngày mai tôi sẽ có mặt ở Long Khánh. Ngô Bình đắn đo một lát rồi truyền lệnh cho bộ phận cũ. Ngay sau đó, các thành viên của Thiên Long đang ở khắp mọi nơi đều quay về tổng bộ Thiên Long. Ngoài ra, còn có cả người được xếp đến ngoại viện Thục Sơn nữa. Thật ra Ngô Bình biết các bộ phận cũ này không còn phù hợp để đối diện với cục diện hiện tại nữa, nhưng có họ thì anh mới có thể dựng lại khí thế của Thiên Long, sau đó dù có bao nhiêu cường giả đến thì Thiên Long cũng cân được tất. Ban ngày, anh vẫn xử lý các việc vặt ở nhà, anh đã đến Lý Môn ở ngoài đào, sau đó bảo Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên phụ trách mọi người ở đây, nếu có khó khăn gì thì đến tìm anh. Lúc này, nữ đế Linh Hy đã dẫn người tới, đi cùng còn có nhóm Hỏa Chu. Điều khiến Ngô Bình ngạc nhiên là Thi Hoàng cũng có mặt trong số này. Ban đầu, Thi Hoàng định rời khỏi cửa môn quan xong sẽ tự rời đi. Nhưng ông ta đã bị nhốt quá lâu nên không còn thông thuộc với cuộc sống bên ngoài nữa, vì thế mấy ngày qua đều ở lại Điện Thanh Liên để tập làm quen với thế giới mới. Nhìn thấy Thi Hoàng, Ngô Bình tiến lên hành lễ, Thi Hoàng tiền bối có dự định gì không ạ? Hình tượng của Thi Hoàng là một người đàn ông anh tuấn với khí chất phi phàm, mái tóc của ông ta buông dài. Đôi mắt bình lặng chưa, linh khí đang khôi phục ở đây nên ta ở lại thêm vài năm cũng được. Ngô Bình, nếu tiền bối chưa có chỗ nào để đi, vậy thì hãy ở lại đây. Tôi khá quen thuộc với cuộc sống hiện tại, nếu ông có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Thi Hoàng gật đầu, ở đây cũng được, xếp nhà cho ta đi. Ngô Bình không thể sai khiến Thi Hoàng nên xếp một căn nhà cho ông ta ở trước. Sau đó, anh nói với Linh Hy, Linh Hy. Có bao nhiêu tu sĩ tiên quân bất tử trong số những người mà cô dẫn đến? Linh Hy có 9 người, còn tiên quân thần tàng thì có 50 người, tiên quân động thiên thì hơn 100, còn lại là nhạc sư, vũ cơ và ca cơ. Ngô Bình cười trừ, ban đầu chính anh là người nói để các vũ cơ và ca cơ ở đó thì quá đáng tiếc nên Linh Hy mới dẫn nhiều người ra ngoài như vậy. Không thì cô ấy đã mang nhiều tu sĩ tiên quân tới hơn rồi. Phía Hỏa Chu có tổng cộng 5 tiên quân. Còn lại đều là thuộc hạ của cô ta, vì thế trong hơn 1.000 người đến đây thì có tổng 174 tiên quân. Các tiên quân này đều là nữ tu, hơn nữa ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, họ đứng một chỗ tạo thành một bức tranh đánh mạnh vào thị giác. Nhưng Ngô Bình không có tâm trạng để ngắm nhìn các nữ tiên quân xinh đẹp này, anh có việc quan trọng hơn cần làm, đó là nhanh chóng gây dựng lại Thiên Long. Anh đã chọn ra 5 vị tiên quân bất tử, 30 vị tiên quân thần tàng. 72 tiên quân động thiên trong hơn 100 vị tiên quân và cả Linh Hy nữa. Sau đó, anh dẫn tất cả đến Thiên Linh để trở thành thành viên của Thiên Long. Số còn lại thì anh để lại khu Hưng Long, đồng thời cử 10 tiên quân đến Vân Đông để trấn thủ Nam Đô. Sau đó còn cho 20 tiên quân đến Lý Môn để hỗ trợ Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên. Khi Ngô Bình sắp xếp mọi thứ xong thì đã đêm muộn, sau đó Ngô Bình dẫn Linh Hy và 107 vị tiên quân đến Tổng Bộ Thiên Long. Người mà bên trên cử đến tiếp quản Thiên Long đã rời đi, hiện tại nơi này đã khôi phục lại vẻ xưa cũ. Hoa Giải Ngữ cười nói, Long chủ, cuối cùng anh cũng về rồi. Ngô Bình gật đầu, sau đó quan sát tổ chức cũ rồi nói, tôi về rồi, về sau những người NA sẽ là đồng nghiệp mới của chúng ta. Hoa Giải Ngữ, Long chủ, nghe nói chúng ta phải trấn thủ ở huyện Long Khánh ạ. Ngô Bình, vì thế nhiệm vụ này rất quan trọng. Hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm. Thư ký Hoa,
cô hãy nói tình hình của Long Khánh cho mọi người biết nhé. Hoa Giải Ngữ gật đầu, cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, vì thế nhanh chóng mở một đoạn video lên rồi giới thiệu với mọi người về Long Khánh. Bốn mặt của huyện này giáp núi, ở giữa là một bình địa không quá lớn, dân số khoảng 500.000 người, trong đó phần lớn người dân sống trong bình địa. Sau khi xem xong, Ngô Bình hỏi, cô nói luôn về sách lược hành động của bên trên đi. Hoa Giải Ngữ, ý của bên trên là không cho các tu sĩ tà đạo và ma đạo tiến vào Long Khánh. Các tu sĩ bình thường vào Thiên Kinh cũng phải đăng ký và ghi rõ mục đích tới đây và khi nào sẽ rời đi. Nếu ở lại lâu thì phải làm giấy phép tạm trú. Ngô Bình cau mày, các tu sĩ này đã quen thói tự tung tự tác rồi, e là họ sẽ không phối hợp đâu. Đúng lúc này, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Viên Khắc Hiếu, Long Chủ, cậu đến kho của nhà nước để nhận đồ đi. Ngô Bình, nhận đồ ư? Viên Khắc Hiếu, vì Thiên Long nhận nhiệm vụ trấn thủ Long Khánh nên tôi đã xin được cho cậu cơ hội vào kho của nhà nước để lấy 100 món đồ. Ngô Bình, chỉ có 100 thôi à? Viên Khắc Hiếu, thế là nhiều rồi, ai được nhiều nhất thì 200, còn không thì chỉ vài chục món thôi. Long Chủ, cậu mau chân lên, chỉ còn một tiếng nữa là kho của nhà nước mở cửa rồi. Ngô Bình, được, tôi đến ngay. Anh nói với Linh Hy, chúng ta đến kho của nhà nước đi. Sau đó, cả hai lên đường ngay. Nơi này không giống ngân hàng nhà nước bình thường, mà đã tồn tại vài nghìn năm. Từ thời Tần đến nay, nơi này đã cất giữ biết bao vật quý hiếm. Trước kia, chỉ có tu sĩ nhận nhiệm vụ mới được vào đây thôi. Sau này, Ngô Bình mới biết thật ra các triều đại chỉ có quyền sử dụng, chứ không được quản lý nơi này. Kho của nhà nước do một gia tộc cổ xưa quản lý, chỉ khi gặp chuyện thật sự quan trọng thì nhà nước mới điều động đồ đạc ở đây. Nơi này không nằm ở một vị trí nhất định, mà ở một động thiên do gia tộc kia quản lý. Hiện giờ, lối vào của kho ở ven hồ của Đại học Hoa Thanh. Hiện tại, có hơn 100 người đang ở đây, người có tu vi thấp nhất cũng là chân quân. Còn tu sĩ ở cảnh giới địa tiên thì có sơ kỳ, chân nhân, chân quân, địa quân, tiên tôn. Bây giờ, Ngô Bình mới ở tầng thứ 3 cảnh giới địa tiên thần biến nên mới chỉ được gọi là chân nhân. Chỉ khi tiến vào cảnh giới thần biến mới được gọi là chân nhân là bởi quá trình tiến vào cảnh giới này giúp tu sĩ có thêm các khả năng như pháp thuật hoặc các tài năng dị bẩm. Nhờ lò thần ngạo thiên mà Ngô Bình tiến vào cảnh giới này một cách dễ dàng và đã có thêm nhiều khả năng, hơn nữa còn là những khả năng rất mạnh. Đương nhiên anh mới vừa vào cảnh giới thần biến, sau này sẽ còn có nhiều tài năng hơn nhờ tu luyện thần ma cửu biến, một khi được như vậy thì các tu sĩ bình thường khác sẽ không thể so bì với anh được. Anh vừa đáp xuống ven hồ thì đã có một tu sĩ chân quân gần đó lạnh giọng nói, ra chỗ khác. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói, anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Vị chân quân này có tu vi không thấp, đã ở cảnh giới thần hóa rồi. Cảnh giới chân quân là từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 10 cảnh giới địa tiên, tổng cộng có 4 tầng chia thành kết thai, anh biến, lôi kiếp và thần hóa. Người này đã là một chân quân lôi kiếp, nguyên anh đã được rèn luyện nên có thực lực rất mạnh. Xong, với Ngô Bình mà nói thì hắn chỉ như con muỗi, anh bóp một cái là chết. Vị chân quân ấy nổi giận, sau đó vung tay lên tung một pháp lực về phía Ngô Bình, định đánh bay anh. Nhưng hắn vừa ra tay thì bụng đã đau nhói. Không biết Ngô Bình đã tung một quyền vào bụng hắn từ lúc nào, khiến lục phủ của hắn dập nát, miệng há to rồi ngã xuống đất. Anh cười lạnh nói, một tên chân quân rác rưởi mà dám đứng cạnh tôi ư. Lấy đâu ra dũng khí vậy hả? Vụ xô xát đã thu hút sự chú ý của mọi người ở xung quanh. Chân quân Thiết Đảm mà, thực lực của người này mạnh lắm, sao lại bị một chân nhân nhỏ tuổi đánh cho ngã thế kia? Đừng coi thường chân nhân ấy, thời giờ khác xưa rồi. Có nhiều chân nhân có thiên bẩm phi phàm nên giết được cả tiên quân đấy. Người này có thể giết được tiên quân ư? Tôi không tin. Tiên quân là từ tầng 11 đến tầng 15 của cảnh giới địa tiên, họ mạnh hơn chân quân rất nhiều, tài năng cũng thông thiên hơn. Từ thế chất, pháp lực cũng hơn hẳn chân quân. Không tin thì thử đi, người có cố ý kích động. Đúng lúc này, có người hừ lạnh nói, ai dám đánh nhau trước cổng kho của nhà nước thế hả? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, khí tức của người này rất ngang tàng, là một tiên quân âm dương. Bàn tay ấy có rất nhiều bùa chú độc ác, đó là một pháp thuật tàn độc có tên là vạn độc huyết thủ. Nếu chúng đòn tấn công này thì cơ thể sẽ nát vụn,
nguyên thần cũng bị ảnh hưởng. Thấy ông ta chưa gì đã ra đòn hung tợn, Ngô Bình thản nhiên đứng yên, sau đó vận dụng năng lực mà mình có được sau khi mở khóa được nguyên thần, đó là lãnh vực tinh thần. Một luồng sức mạnh kỳ lạ bủa vây xung quanh, tất cả pháp thuật, thần thông xuất hiện trong phạm vi tinh thần của anh đều bị anh khống chế. Vì thế, bàn tay máu kia đã đứng lại, sau đó quay ngược tấn công người đàn ông. Ông ta không thể điều khiển được pháp thuật của mình, ánh mắt thoáng qua vẻ tuyệt vọng rồi hét lên, tha mạng. Nhưng tiếc là đã muộn, bàn tay máu đã chộp vào người ông ta. Một tiếng động vang lên, ông ta đã chết bởi chính pháp thuật của mình, đến nguyên anh cũng vỡ nát và biến mất. Người đó đã chết, Ngô Bình phủi tay rồi nhìn quanh thì thấy mọi người đều cúi đầu xuống. Ai cũng tò mò không biết anh là ai mà mạnh thế. Lúc này, có một người đàn ông mặc áo xanh đi nhanh ra, người này có khí chất phi phàm, gương mặt tươi cười, mi tâm có một bùa chú lửa rất bắt mắt. Người đàn ông áo xanh chắp tay nói, tôi là Thường Minh Cổ của Hỏa Diệm Môn. Ngô Bình đáp lễ, tôi là Ngô Bình Long chủ của Thiên Long. Bấy giờ mọi người mới ngớ ra, thì ra anh là Ngô Bình. Nghe nói nếu anh mà cố tranh vị trí võ lâm chí tôn thì đã giành được vị trí ấy rồi. Thường Minh Cổ cười nói, Long chủ Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình, không dám. Thường Minh Cổ, chỉ có Long chủ Ngô mới xứng với danh xưng chân nhân. Ngô Bình, anh nói vậy là sao? Thường Minh Cổ, có chưa đến 1/100 tu sĩ ở tiên giới được gọi là chân nhân. Cách gọi này có hạn chế về điều kiện rất nghiêm ngặt, nếu không đạt yêu cầu thì không được dùng danh xưng ấy. Trước kia, dưới hạ giới có quá ít tu sĩ nên cách gọi này mới được dùng lung tung như hiện giờ, gì mà võ thần, võ vương, chân quân với tiên quân. Ví dụ chỉ cần đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới địa tiên đã dám nhận là chân nhân rồi. Nếu ở tiên giới thì chỉ dám nói mình là tu sĩ địa tiên tầng thứ 3 thôi, cùng lắm thì là cảnh giới địa tiên thần biến. Nếu chưa đạt tiêu chuẩn của chân nhân thì tuyệt đối không dám nhận bừa. Ngô Bình hào hứng nói, vậy điều kiện để được gọi là chân nhân là gì? Thường Minh Cổ, ở tiên giới có cục kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì tiên đình sẽ cấp danh xưng. Ngô Bình, hóa ra chân nhân là một danh hiệu à? Thường Minh Cổ, không chỉ chân nhân, mà chân quân, tiên tôn cũng thế. Tôi nhận được tin là sắp tới hạ giới cũng sẽ có một cục để kiểm tra như thế, chỉ ẩn tốn ít 100 tiền báu là có thể kiểm tra được rồi. Ngô Bình, nhận được danh hiệu chân nhân thì có lợi ích gì? Thường Minh Cổ, lợi ích nhiều chứ, dù làm lính hay quan chức thì đều được ưu tiên. Nếu có thể trở thành chân quân hay tiên tôn thì địa vị càng cao hơn. Ngô Bình, nghe cách nói của anh Thường thì Hỏa Diệm Môn của các anh thuộc tiên giới à? Thường Minh Cổ, đúng thế, Hỏa Diệm Môn là môn phái hạng hai ở tiên giới. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một cánh cửa xuất hiện ở hồ, có một người đàn ông trung niên đứng ở ngoài cửa, sau đó nhìn mọi người rồi nói, mọi người xếp hàng rồi vào lần lượt, sẽ dựa vào phiếu để vào tầng một chọn đồ. Có vài điểm cần chú ý như sau, thứ nhất đã lấy thứ gì rồi thì không được đổi, nếu không sẽ bị tước quyền chọn đồ. Thứ hai là nếu được quốc khố cho phép thì sẽ được lên tầng hai chọn tiếp. Nghe thấy thế, mọi người đều xếp thành hàng, không còn cảnh chen lấn nữa, vì sớm muộn cũng sẽ được vào. Đến lượt Ngô Bình, anh và Thường Minh Cổ người trước người sau đi vào bên trong. Phía sau cánh cửa là một không gian rộng rãi, có rất nhiều hòm, bàn và ghế bày la liệt khắp nơi, có nhiều cái còn hỏng rồi. Ngô Bình thấy thế thì nghệt mặt ra, dường như tất cả những thứ anh từng nhìn thấy đều có ở đây hết. Nào là bình, chai, lọ, bàn ghế, nồi niêu, vũ khí, dao kéo, chăn gối, giày dép đều có đủ. Không chỉ Ngô Bình mà tất cả mọi người đều tức phát điên, toàn đồ linh tinh thế này thì cho họ lấy 10.000 thứ cũng chẳng đáng giá tẹo nào. Đây là kho của nhà nước ư, rõ là cái tiệm tạm hóa mà, có người chán nản nói. Sau giây phút kinh ngạc ban đầu, Ngô Bình đã bình tĩnh lại, sau đó mỉm cười rồi cất bước. Anh vừa đi vừa thi triển năng lực thứ hai mà mình có được sau khi mở khóa nguyên thần, đó là vạn vật hữu linh. Vạn vật hữu linh là khi anh đến gần một thứ có linh tính hay sinh vật sống thì sẽ cảm nhận được và kết nối với nó. Vì thế, anh bước nhanh lên phía trước, càng đi càng nhanh, vì anh phát hiện đồ vật ở mọi nơi anh đi qua đều có linh tính và anh có thể cảm nhận được. Anh đi được vài trăm mét thì giơ tay lên, sau đó có một cái nghiên mực bay từ trong đống đồ hỗn loạn tới, thoạt nhìn trông nó rất bình thường, nhưng thật ra bên trong có linh ý, nên nó là một món bảo vật tiên thiên.
Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy loại đá để làm nên cái nghiên mực này là một khối linh thạch, sau khi trở thành nghiên mực rồi, nó đã biến thành bảo vật thông linh. Ngô Bình cất cái nghiên mực đi, sau đó cứ thế bước nhanh, không lâu sau anh đã phát hiện ra món đồ thông linh thứ hai là một cái gối. Cái gối này làm bằng ngọc, bên trong có đường vân màu đỏ, nhưng đây là một cái gối không hề tầm thường, nó có hung linh bên trong, nếu gối lên nó đi ngủ thì dễ bị nó cắn nuốt thần hồn. Ngô Bình không nói nhiều mà cất nó đi ngay. Tuy đây là một món đồ xấu, nhưng chỉ cần dùng đúng chỗ thì vẫn là bảo vật. Sau đó, anh vẫn đi nhanh, thi thoảng dừng lại để chọn các món đồ thông linh. Một tiếng sau, Ngô Bình đã chọn được 100 món đồ. Khi lấy đến món đồ thứ 100, bên tai anh vang lên giọng nói, bạn đã thông qua kiểm tra ban đầu của Động Thiên Đa Bảo, mời lên tầng hao. Ngô Bình ngẩn ra, Động Thiên Đa Bảo ư. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì có một cánh cửa xuất hiện, Ngô Bình nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai ở gần nên bước vào luôn. Tầng 2 của Động Thiên Đa Bảo có các cái cột bằng ngọc đứng sừng sững, các cột này đều rỗng ruột, cái to cái nhỏ, bên trong cột đều có thứ gì đó. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì không thấy gì, hơn nữa thần niệm cũng không thể xuyên vào trong cột được. Giọng nói kia vang lên, đây là tầng 2 của Động Thiên Đa Bảo, có 10.000 cái cột ở đây. Bên trong mỗi cột đều có một món bảo vật, trong đó có 3 món quý giá nhất do đích thân đạo quân làm ra, nếu cậu có thể tìm thấy chúng thì sẽ được lên tầng 3. Ngô Bình tò mò hỏi, lên tầng 3 rồi thì tôi được gì? Giọng nói kia, Động Thiên này có bảo vật mà đạo quân để lại, người đã tạo ra 2 bài kiểm tra để chọn người có cơ may và cơ duyên để truyền thừa đạo thống. Vậy là trên tầng 3 có truyền thừa và tài nguyên của đạo quân ư? Cụ thể thế nào thì cứ lên sẽ biết. Ngô Bình gật đầu, được. Anh hóa thành một cái bóng mờ ảo, sau đó nhanh chóng di chuyển qua các cột, nhờ năng lực vạn vật hữu linh mà anh đã phát hiện ra bảo vật có linh tinh mạnh nhất trong một cái cột. Thậm chí, sau khi kết nối với 3 bảo vật quý giá nhất kia, anh đã biết chúng là gì. Anh giơ tay đập vào một cái cột, nó lập tức tách các mảnh ra, để lộ một cái vòng vàng có khắc chữ tiên. Chiếc vòng này có tên là Đa Bảo Kim Hoàn, là một món đạo khí, có thể bay ra để tấn công kẻ địch. Cũng có thể thu nhỏ để trói tay đối thủ. Năm xưa, đạo quân Đa Bảo đã mất cả nghìn năm mới có thể chế tạo ra nó. Sau khi món đồ này xuất hiện, Ngô Bình lập tức tuột khỏi tay Ngô Bình rồi bay lên cao. Ngô Bình nói, chuyện gì thế? Đồ tôi tìm thấy mà không thuộc về tôi à? Giọng nói kia, muốn lấy được đồ của đạo quân thì phải lên tầng 3. Ngô Bình không nói nhiều mà mở tiếp 2 cái cột nữa, trong đó có một bức tranh cuốn. Anh mở ra thì thấy trong tranh vữ một con mãnh thú rất đáng sợ. Một luồng khí tức tuôn ra làm Ngô Bình sợ hết hồn, sau đó vội cuốn tranh lại. Ngay sau đó, bức tranh cũng bay đi mất. Món đồ thứ 3 là một cái chuông, bên trong có vân khí cuồn cuộn và rất nặng. Nhưng anh chưa kịp nhìn kỹ thì nó cũng bay đi mất rồi. Ngô Bình hỏi, tôi chọn đúng chưa? Giọng nói kia, thông qua, mời lên tầng 3. Một ánh sáng chiếu xuống. Ngô Bình hoa mắt rồi đi tới một cung điện rộng lớn. Ở đây có rất nhiều người, già trẻ trai gái đủ cả, anh nhẩm đếm thì Thaya có 24 người. Ban đầu, anh tưởng họ cũng là người qua vòng kiểm tra, nhưng khi anh định chào họ thì chợt thấy có gì đó sai sai, bởi đây không phải là người mà là khí linh. Một ông lão râu bạc, dáng người thấp gầy nhưng lại mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình, lâu lắm rồi mới gặp một người sống. Một cậu bé áo đỏ nói, lên được tầng 3 thì chứng tỏ vận khí của anh tốt đấy. Ngô Bình chắp tay nói, chào các vị tiền bối, tôi là Lý Huyền Bình. Cậu bé áo đỏ, anh có biết tại sao chúng tôi lại chọn anh không? Ngô Bình, không. Cậu bé áo đỏ, sau khi đạo quân mất, chúng tôi đều mặc kẹt ở đây cho đến khi người tìm được truyền nhân. Ngô Bình, cho nên các người chờ tôi ở đây ư? Cậu bé áo đỏ, muốn trở thành truyền nhân của đạo quân thì anh còn phải đi xa lắm, đầu tiên là luyện hóa 24 món bảo vật là chúng tôi, sau đó mới nhận được truyền thừa. Ngô Bình, tôi phải luyện hóa hết ư? Cậu bé áo đỏ, tôi có chức vị bé nhất trong 24 món bảo vật, anh hãy luyện hóa tôi trước đi. Dứt lời, đứa trẻ áo đỏ biến mất, một khẩu súng ngắn màu đỏ xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh cầm lấy khẩu súng, nói cậu bảo tôi luyện hóa cậu sao? Giọng đứa trẻ áo đỏ vang lên, khi nào anh luyện hóa tôi xong thì có thể quay lại lấy món pháp bảo thứ 2. Ngô Bình, không giới hạn thời gian sao? Đứa trẻ áo đỏ, không.
Không có, đợi khi anh luyện hóa hết 24 món bảo vật là có thể nhận được truyền thừa từ Đa Bảo Đạo Quân. Dứt lời, một tia sáng vụt qua, khiến cả Ngô Bình và khẩu súng cùng lúc biến mất. Ông cụ già vuốt vuốt chòm râu, nói cậu trai trẻ này tư chất tốt thật đấy, có lẽ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Xem ra sau này chúng ta được nhờ rồi. Một khắc sau, Ngô Bình xuất hiện ở tầng 1, anh cất khẩu súng đi, quay đầu đi ra ngoài. Lúc này, những người còn lại vẫn còn đang đi tìm báu vật trong nỗi bất lực. Muốn nhặt ra thứ có giá trị trong đống đồ này thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Những người khác thấy Ngô Bình đã quay lưng rời khỏi đó thì không khỏi lắc đầu. Trong mắt họ, Ngô Bình không kiên trì nên mới tùy ý nhặt vài món rồi bỏ đi sớm như vậy. Ngô Bình vừa ra khỏi cổng thì đột nhiên có một người chặn anh lại. Đó là một vị tiên quân cảnh giới bất tử, gương mặt hốc hác, đôi mắt màu xanh lam, từ người này tỏa ra rất nhiều quỷ khí. Giao ra thứ cậu đã lấy đi từ kho, hoặc là chịu chết, đối phương lạnh lùng nói. Người này đúng là ăn cướp giữa ban ngày. Rắc. Ngô Bình không nói nhiều, lập tức tung cước đạp đối phương. Hai chân của vị tiên quân này gãy đôi, ông ta kêu lên thảm thiết, ngã quỵ xuống đất. Rắc, rắc. Ngô Bình lại lao về phía ông ta, đá thêm vài cú nữa khiến rất nhiều xương trên người ông ta gãy vụn. Sau đó anh hỏi, lão già rác rưởi, dám cướp đồ của tôi. Vị tiên quân cảnh giới bất tử này sắp ngất đi đến nơi, ông ta thều thào, cậu dám đả thương tôi là... Bịch. Ngô Bình hạ cẳng đạp mạnh vào đầu khiến ông ta tắt thở ngay lập tức, sau đó anh ném xác ông ta xuống hồ, lạnh lùng nói, loại rác rưởi như ông thì thế lực đứng sau chống lưng cho ông cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi không có hứng nghe. Xung quanh có mấy tu sĩ, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi dựng tóc gáy. Một vị tiên quân cảnh giới bất tử mà lại bị đánh chết chỉ sau vài cước. Ngô Bình đánh chết vị tiên quân kia xong liền quay đầu đi thẳng, quay trở về trụ sở của Thiên Long. Khi anh quay lại trụ sở, Linh Hy nói, thế giới bên ngoài đang rất hỗn loạn, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài, rất nhanh thôi năng lượng sẽ được cân bằng và ổn định trở lại. Khó luyện hóa vậy sao, anh lắc đầu, lại cất khẩu súng đi. Tối nay, mình sẽ luyện Như Lai Thần Trưởng để luyện hóa nó, anh nghĩ thầm. Như Lai Thần Công có 7 cấp, cấp 7 gọi là Như Lai Thần Trưởng, Như Lai Thần Trưởng lại chia thành 10 chiêu thức. Phải luyện thành cả 10 chiêu thức rồi hợp lại mới tạo thành Như Lai Thần Trưởng hoàn chỉnh, có sức mạnh kinh thiên. Trước đó, anh mới luyện xong chiêu thức đầu là Kim Cương Phật Ấn, giờ phải luyện nốt chiêu thức thứ 2 đến chiêu thức số 10. Những chiêu thức này ngay cả khi thi triển độc lập cũng đã rất mạnh. Ngô Bình đã đặt chân lên con đường của đế, giờ lại tu luyện công pháp này nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không tới 2 tiếng anh đã luyện đến chiêu thức thứ 10. Sau đó anh thi triển cả 10 chiêu thức. Tập Như Lai Thần Trưởng hoàn chỉnh. Khi thi triển trưởng pháp này anh phải bay lên cao. Lần đầu tiên, anh thử thất bại, mới được 1/3 quá trình là không tập tiếp được nữa. Khó vậy sao, anh nghĩ ngợi rồi lấy ra gương Hạo Thiên rồi tập lại trước gương. Qua gương Hạo Thiên, anh nhìn thấy bản thân mình tập sai nên lại tập lại vài lần và dần dần sửa sai. Khi trời sắp sáng, cuối cùng anh cũng tập đúng và thử thi triển lại bộ Như Lai Thần Trưởng hoàn chỉnh. Một tiếng nổ vang trời vang lên, trời đất như rung chuyển, trưởng ấn màu vàng kim bay lên trời cao. Khí tức hùng hậu như một ngọn núi lao lên cao, bắn vào một tiểu hành tinh đang di chuyển. Tiểu hành tinh này vốn chỉ tình cờ vụt qua, đường kính của nó khoảng 100 km, tốc độ khoảng hơn 100 km mỗi giây. Đột nhiên có một bàn tay màu vàng tóm lấy rồi bóp mạnh khiến tiểu hành tinh vỡ vụn. Bàn tay màu vàng khổng lồ đó chính là Như Lai Thần Trưởng của Ngô Bình. Sau khi bóp nát tiểu hành tinh, Ngô Bình ngồi phệt xuống dưới đất. Việc thi triển Như Lai Thần Trưởng đã hút cạn một nửa sinh lực của anh. Anh uống mấy viên đan, sau đó nghỉ ngơi một lúc lâu mới dần hồi lại. Thấy cũng không còn sớm nữa nên anh đưa Linh Hy, Vô Song và mấy long vệ đi tới trấn giữ huyện Long Khánh. Ở phía tây huyện lỵ này có một ngọn núi, gọi là núi Hắc Hổ. Ngọn núi này cao hơn 100 mét, đỉnh núi bằng phẳng to như một cái sân bóng. Lúc này, trên mặt đất bằng đã dựng sẵn mấy chiếc lều ra để cho quân của Thiên Long đóng quân. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Ngô Bình vào trong lều ngồi. Vô Song pha trà cho anh, hai nhạc sư bắt đầu chơi nhạc cụ còn bốn vũ nữ bắt đầu múa. Ở bên cạnh, Linh Hy gọt dưa rồi đút cho Ngô Bình. Ăn xong,
Ngô Bình lấy ra lò luyện âm dương rồi dùng sâm vua và hơn 30 loại dược liệu quý giá khác để luyện quả linh dược. Chỉ một lát sau, mùi thơm tỏa ra từ lò luyện, đến Long Vệ đang đứng canh bên ngoài cũng ngửi thấy, thi nhau khịt khịt mũi. Ngô Bình còn rang hẳn 3 mẻ hạt dưa, khoảng hơn 50 cân. Sau đó anh bảo Long Vệ đem đi phát cho mỗi binh sĩ vài lạng ngồi cắn giết thời gian. Đang định quay vào lều xe múa tiếp thì Long Vệ báo cáo với anh, Long chủ, ở phía tây có tu sĩ đi tới. Ngô Bình đi ra khỏi lều, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một luồng ánh sáng màu tím bay tới. Có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ ở bên trong luồng sáng đó, họ đang định bay qua đỉnh núi. Một Long Vệ lập tức nói lớn, bất cứ tu sĩ nào muốn đi qua cũng phải lập tức đáp xuống đăng ký, nếu không hậu quả tự chịu. Nghe Long Vệ nói vậy. Một gã đàn ông trong đoàn người kia cười lạnh, hắn giơ tay lên là một đạo kiếm quang màu xám lao xuống đỉnh núi. Ngô Bình không cử động, Linh Hy ở bên cạnh phất tay một cái, đạo kiếm quang lập tức đi chệch hướng. Đồng thời đoàn người kia như thể bị một bàn tay vô hình tóm lại, bọn họ ai nấy mặt đều vô cùng sững sờ. 5 người đó nhanh chóng bị áp giải tới trước mặt Ngô Bình, vẻ mặt họ lúc này vô cùng sợ sệt. Họ không thể ngờ ở nơi này lại có cao thủ thiên tiên. Ngô Bình nhổ vỏ hạt dưa ra, hỏi từ đâu đến? Đi qua đây làm gì? Gã đàn ông bắn ra đạo kiếm quang ban nãy vội đáp, chúng tôi là người của phái Linh Phù, chỉ đang đi du ngoạn mà thôi. Ngô Bình, ban nãy dám dùng kiếm quang tấn công chúng tôi, gan không nhỏ đâu. Gã đàn ông thất kinh, mặt trắng bệch kêu lên, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân có tội, xin các vị giơ cao đánh khẽ, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Ngô Bình chỉ sang bên cạnh, ra đó quỳ, mỗi người nói 100.000 lần câu, tôi sai rồi, tôi có tội. Đám người này đương nhiên không dám trái lời, lập tức ra quỳ lên phiến đá bên cạnh, đồng thanh nói, tôi sai rồi, tôi có tội. Ngô Bình vươn người giãn gân cốt một cái, sau đó gọi Long Vệ tới, bắt đầu dạy họ cách nâng cao tu vi. Y thuật, tài luyện đan và kinh nghiệm trải qua nhiều chuyện khiến Ngô Bình có thể dễ dàng nâng cao tu vi cho một ai đó. Dù chỉ là một người có tư chất bình thường, nếu được anh hỗ trợ thì vẫn có thể đột phá võ quân, thần quân như thường. Đương nhiên cố trở thành võ quân hay thần quân sẽ hạn chế tu hành của những người này, trừ khi Ngô Bình luôn dẫn dắt họ, không thì sớm muộn cũng có ngày việc tu hành của họ bị đình trệ. Các Long Vệ bị hạn chế về mặt tư chất, nếu chỉ dựa vào sức mình thì rất khó đạt được thành tựu cao trên con đường tu hành, Ngô Bình làm vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Không lâu sau, có một con hổ đen chạy như bay tới. Trên lưng nó có một đạo nhân bụng bự, tay cầm chàng hạt, gương mặt thì tươi cười. Long Vệ vẫn nhắc nhở, tu sĩ muốn vào thiên kinh thì phải đáp xuống khai báo, không thì tự gánh hậu quả. Đạo nhân cười lớn, song vẫn mặc rồi định bay qua. Ngô Bình bay lên cao rồi tung một chưởng ra về phía con hổ đen, nó gào lên đau đớn rồi lăn lộn ngã xuống, đạo sĩ kia nhanh chóng bay lên, sau đó lạnh giọng nói với Ngô Bình. Làm thú cưng của tôi bị thương, cậu có biết mình phạm tội gì chưa? Ngô Bình tiến lại gần, sau đó nhấc chân đá mạnh vào người ông ta. Sau 3 cú đá của anh, mặt mũi đạo nhân kia đã sưng vù, ông ta vừa tức vừa ngạc nhiên nói, cậu dám đánh tôi? Chát! Ngô Bình tát vào mặt ông ta rồi hỏi, ông bị điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Muốn vào thiên kinh thì phải khai báo, ông đã khai báo chưa? Sau khi ăn một cái tát, đạo nhân kia lập tức ngoan hơn hẳn, vì ông ta đã nhìn thấy Linh Hy với khí tức khủng khiếp và phát hiện cô ấy là thiên tiên, hơn nữa người đang ra tay với ông ta rất mạnh, làm ông ta không còn sức chống trả. Con hổ đen nằm im bất động, Ngô Bình nói, mày ra đây. Vì thế, nó chậm chậm bò tới cạnh chủ nhân của mình, sau đó lại nằm im. Ngô Bình hỏi, ông là người của môn phái nào? Đạo nhân, tôi là trưởng lão của tiên Phật môn. Ngô Bình chỉ vào 3 nam 2 nữ ban nãy rồi nói, ông và họ nhanh chóng hô to nhận lỗi ngay 100.000 lần, sau đó cùng khai báo khi nào rời đi. Cứ thế, trong một buổi sáng, Ngô Bình đã chặn được mấy chục người, ban đầu họ rất ngông nghênh, người cậy mạnh, kẻ vô lễ. Nhưng cuối cùng, ai cũng phải quỳ dưới đất, sau đó cũng phải nói xin lỗi cả 100.000 lần. Đến chiều, cục diện đã khác hẳn. Các tu sĩ bay đến nhìn thấy cả đám tu sĩ địa tiên quỳ dưới đất thì biết ngay không dây vào nhóm Ngô Bình được, vì thế hầu hết đều đồng ý đáp xuống khai báo. Đương nhiên vẫn có người không chịu khai báo, sau đó người bị đánh đuổi đi, người thì lại quỳ xuống tiếp tục chịu phạt.
Đến khi trời tối, danh tiếng của Thiên Long đã vang khắp xa gần, ai cũng biết có một người lợi hại trấn thủ ở đây, ngoài ra còn có cả một tu sĩ thiên tiên nên tu sĩ nào đi ngang qua cũng phải khai báo và nói rõ mục đích đến đây. Nếu muốn ở lại Thiên Kinh thì phải xin giấy tạm trú. Một khi quyền lực được hình thành thì mọi chuyện sau đó đã dễ dàng hơn hẳn. Sang ngày thứ hai, công việc còn thuận lợi hơn, sau đó các long vệ không cần hò hét nữa, mà ai cũng chủ động đáp xuống khai báo hết. Chiều cùng ngày, Ngô Bình bảo Linh Hy trông coi ở đây, còn mình thì về nhà. Về nhà rồi, anh mới phát hiện người nhà của Đường Tử Di và Đào Như Tuyết vẫn đang lo công việc ở ngoài. Dẫu sao, sự nghiệp của nhà họ cũng lớn, dù đến đây tránh nạn thì cũng phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ đã. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn không yên tâm nên lại chạy đến Vân Kinh, xem khi nào thì Đường Tử Di mới đến. Sau khi đến Sơn Trang Vân Đỉnh, Ngô Bình không gặp được Đường Tử Di. Hỏi ra thì mới biết hầu hết thành viên của nhà họ Đường đều đang ở trên đảo Vân Mộng. Dưới chân núi Vân Đỉnh có một hồ nước tên là Hồ Vân Trạch. Hồ này thời cổ đại rất rộng, nhưng giờ thì đã bị thu hẹp lại nhiều. Trên hồ có một hòn đảo nhỏ tên là Vân Mộng với diện tích hơn 100.000 mét vuông, phong cảnh thì đẹp hết chỗ chê. 20 năm trước, Đường thời Lộc đã mua lại hòn đảo này, sau đó xây dựng nhà cửa mang phong cách cổ xưa trên đảo, ngoài ra còn trồng cây và hoa. Sau khi xây dựng xong, đảo Vân Mộng cũng trở thành nơi nghỉ dưỡng của gia tộc họ. 20 năm qua, nhà họ Đường liên tục mời các người thợ giỏi đến để hoàn thiện thêm cho hòn đảo. Khi Ngô Bình đặt chân đến đây thì thấy hơi kinh ngạc, không ngờ hồ nước vốn bé tẹo giờ lại rộng tới mức này. Hình như hòn đảo này không bị ảnh hưởng gì, Ngô Bình đáp xuống đảo thì thấy Đường Tử Di đang đứng trên đỉnh một tòa nhà rồi nhìn hồ nước đến ngây người. Thấy anh bất chợt xuất hiện, cô ấy thở dài nói, chồng. Anh đến rồi đấy à? Hôm qua, nhà em đến đây bàn chuyện, không hiểu sao hồ nước bỗng rộng hẳn ra, điện thoại không bắt được tín hiệu nên em không thể gọi cho anh được. Ngô Bình gật đầu, không của Vân Trạch đã bị chồng xếp, giờ linh khí hồi phục, các không gian gập này sẽ mở rộng ra thêm nên hồ nước mới rộng ra. Đường Tử Di, hồ nước yên vị thế này rồi thì sao rộng thêm ra được? Đúng lúc này, Đường Tử Yên chợt chỉ về một phía rồi nói, chị nhìn kìa. Ngô Bình và Đường Tử Di nhìn theo thì thấy có một hòn đảo dần xuất hiện trên hồ. Trên hòn đảo NA có các đình đài lầu các đang tỏa ra tiên khí rồi rào. Đường Tử Di ngạc nhiên nói, có thêm một hòn đảo kia. Lúc này, người trên đảo cũng chú ý tới vị trí của nhóm Ngô Bình nên có hai người dậm lên tia sáng rồi bay tới, sau đó đứng trên không trung. Họ gồm một thiếu niên 17 tuổi và một người phụ nữ trẻ trung. Người phụ nữ có tướng mạo bình thường. Nhưng khí chất rất mạnh, cũng đã là một thiên tiên. Người phụ nữ nhìn Đường Tử Di và Đường Tử Yên, sau đó cười nói, Phong Nhi, không ngờ người phạm lại xinh đẹp thế này. Con đang thiếu hai hầu gái ở cạnh đúng không? Thấy bọn họ thế nào? Cậu hiếu niên không thể rời mắt khỏi Đường Tử Di và Đường Tử Yên nên cười nói, mẹ, con thích lắm, tối nay con ngủ với họ luôn được không? Người phụ nữ nhìn cậu thiếu niên rồi nói, được chứ? Họ hoàn toàn lơ đi sự xuất hiện của Ngô Bình. Đường Tử Yên tức giận mắng, vô liêm sỉ. Người phụ nữ, láo. Dứt lời, Đường Tử Yên bất chợt quỳ xuống, cô ấy bực lắm, nhưng không thể điều khiển cơ thể mình được. Đường Tử Di vội kéo em gái mình dậy, nhưng cũng bị bắt quỳ xuống luôn. Cuối cùng cậu thiếu niên mới nhìn sang Ngô Bình rồi nói, mẹ ơi, trông thằng này ngứa mắt quá. Người phụ nữ cười nói, ừ. Thế thì mẹ sẽ giết hết những người còn lại trên đảo. Cậu thiếu niên cười nói, thế thì quá tốt, con chỉ cần hai em này thôi. Người phụ nữ gật đầu, sau đó định ra tay, nhưng Ngô Bình lại cười phá lên. Người phụ nữ dừng tay rồi nhìn anh, hỏi cậu cười cái gì? Ngô Bình vung tay lên, tôi cười vì bà sắp chết rồi. Quỳnh! Một đại ấn xuất hiện, nó to như một ngọn núi, bên trên có đầy bùa chúa. Bên trong thì có sát trận lợi hại. Có 5 con rồng bay quanh đại ấn, chúng gồm Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Hoàng Long và Xích Long. Chờ các tu sĩ ở trên đảo phát hiện ra điều bất thường và đến kiểm tra thì thấy hai mẹ con nhà kia đã chết mất xác rồi. Sau khi đưa người trên đảo về nhà, Ngô Bình bảo người sắp xếp chỗ ở cho họ. Đường Tử Di thở phào nói, chồng, anh đã giết người trên đảo đó, kiểu gì họ cũng điều tra. Ngô Bình, kệ họ. Nếu có đánh nhau thì chỉ có họ thiệt thân thôi. Sắp xếp xong cho người nhà họ Đường,
Ngô Bình lập tức đi về đến biên nam để xem tình hình của Đào Như Tuyết. Lúc này Nam Cương đã ngập tràn linh khí, khi Ngô Bình xuất hiện ở biên nam, anh nhìn xuống từ trên cao, cũng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Từ vài tỉnh ở phía tây nam kéo dài đến phía nam xuất hiện mấy triệu ngọn núi lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Anh thử liên lạc với Đào Như Tuyết mấy lần nhưng đều thất bại, sau một hồi quan sát anh nhận ra giữa nơi ở của nhà họ Đào và nơi anh đang đứng có một không gian gấp khúc, nói cách khác, rất có thể Đào Như Tuyết đang ở sâu trong dãy núi này, không chừng đang gặp nguy hiểm. Anh nhắm mắt lại cảm ứng với cổ thần cơ không biết cách đó bao nhiêu km, cổ thần cơ này được anh luyện hóa, giữa một người và một trùng có sự liên hệ bí ẩn, dù ở cách xa bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Lúc này Đào Như Tuyết đang ngồi trên một chiếc giường làm bằng đá, một đám người phụ nữ mặc cổ phục đang trải chuốt cho cô ấy, còn dùng thuốc màu vẽ lên mặt cô ấy. Vẻ mặt Đào Như Tuyết đờ đẫn không cảm xúc, chẳng phản kháng gì nhưng trong lòng đang thầm nghĩ xem Ngô Bình có đến cứu mình không. Tối qua mình và bố tụ tập với người trong tộc ở trong trại thì trời đất bỗng nứt toác ra, mặt đất rung chuyển, bầu trời thay đổi, hiện tượng này kéo dài đến mấy tiếng. Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa thì cô ấy phát hiện người trong tộc đã đi vào một thế giới lạ. Xung quanh là rừng núi nguyên thủy có lịch sử hàng tỷ năm, khắp nơi đều là núi, không nhìn thấy điểm cuối, không có internet, cũng không có tín hiệu điện thoại, cứ như đang quay về xã hội nguyên thủy. Không lâu sau, một bộ lạc gần đó phát hiện ra họ, mấy người kia rất dã man, vừa đến đã giết tất cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ gì cũng đều bị giết. Cuối cùng chỉ còn mấy người phụ nữ dưới 35 tuổi sống sót, trong đó có Đào Như Tuyết. Vì cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, được thủ lĩnh của bộ lạc ưa thích. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, Đào Như Tuyết chỉ có thể suy đoán đối phương muốn làm gì. Thế nên cô ấy không dám phản kháng, cách duy nhất là mong đợi kỳ tích xảy ra, Ngô Bình sẽ đến cứu mình. Nhưng không biết nơi này cách chỗ anh bao xa, anh có thể đến kịp không? Dù là có thể thì trên đường đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, anh có gặp nguy cơ gì không? Ngay lúc này, cô ấy cảm nhận được cổ thần cơ hơi động đậy, truyền tín hiệu đến cô ấy, chủ nhân đang đến. Tất nhiên chủ nhân của cổ thần cơ chính là Ngô Bình, Đào Như Tuyết mừng rỡ, cô ấy thầm hỏi cổ thần cơ, tiểu thần, có thể giúp ta truyền đạt một câu cho Ngô Bình không? Cổ thần cơ tỏ ý là có thể, Đào Như Tuyết nói, hãy bảo với Ngô Bình, nhất định phải cẩn thận. Trên đường đến đây khắp nơi đều là rừng sâu nước độc, thú dữ côn trùng độc gì cũng có, nói với anh ấy là mấy bộ lạc đó rất đáng sợ, giết người không chớp mắt, đừng chọc vào họ. Cổ thần cơ truyền lại tin tức cho Ngô Bình đại khái đã hiểu ý của Đào Như Tuyết, lập tức tăng tốc. Một luồng kiếm quang xuyên qua dãy núi, sát khí khủng khiếp khiến thú dữ độc trùng trong núi hoảng sợ, tất cả đều nín thở, sợ kiếm quang rơi xuống giết chết bọn chúng. Thế nhưng cũng có thú dữ hung hãn xuất hiện, chẳng hạn như một con đại bàng đầu đỏ, cánh dài 100 mét như một đám mây đen không sợ kiếm quang, nhào đến chỗ anh. Ngô Bình không thèm nhìn đã vung tay lên, quyền ấn như ngọn núi nhỏ đánh trúng người con đại bàng khiến lông nó bay tứ tung, rơi xuống đất. Không biết bay được bao xa, cảm ứng của anh và cổ thần cơ ngày càng mạnh, khi hai người chỉ còn cách nhau không đến ngàn dặm, anh bỗng dừng lại, thu kiếm quang lại, đồng thời lơ lửng giữa không trung. Ở nơi cách anh mấy nghìn mét có một con tinh tinh cao vài trăm mét và một con sư tử hai đầu đang đánh nhau. Con sư tử hai đầu dài mấy trăm mét, một cái đầu có thể phun ra lửa, một cái đầu khác phun ra băng đá lạnh lẽo. Thực lực của sư tử hai đầu và tinh tinh ngang nhau, nếu cứ tiếp tục đánh như thế cuối cùng sẽ là hai bên đều bị thương. Hơn nữa Ngô Bình phát hiện cách đó mấy trăm dặm, có vài khí tức rất mạnh đang ẩn náu, một khi con sư tử hoặc tinh tinh bị thương, chúng sẽ nhào đến giết. Anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhìn một lúc rồi định đi đường vòng. Vừa định đi thì con tinh tinh và sư tử hai đầu bỗng dừng lại, đều nhìn sang chỗ anh. Ngô Bình nhíu mày, thầm nghĩ vẫn bị chúng phát hiện ra rồi. Con tinh tinh nhảy lên rồi đáp xuống trước mặt Ngô Bình, đồng tử của nó màu tím, bắn ra hai tia thần quang, bộ lông của tinh tinh này màu vàng kim, sức mạnh vô biên. Nó nhìn Ngô Bình rồi bỗng quỳ xuống nói, chào nhân hoàng. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, người biết nói tiên văn. Tinh tinh nói, tiểu yêu từ nhỏ đã sinh sống trong linh thạch, hấp thụ tinh hoa của trăng sao, linh khí của trời đất. Lúc đó ta còn nằm trong thạch thai, đã từng được một vị nhân hoàng điểm hóa nên nhớ được khí tức của nhân hoàng. Ngô Bình không ngờ năm đó tinh tinh này từng được nhân hoàng điểm hóa, anh hỏi, tại sao lại đánh nhau với con sư tử hai đầu đó?
Tinh Tinh nói, sư tử đó ăn mất con cháu của ta, ta tìm nó trả thù. Ngô Bình, thực lực của bọn ngươi ngang nhau, có đánh tiếp cũng không có kết quả, hơn nữa xung quanh có không ít thú dữ ẩn náu, chi bằng hòa giải đi. Tinh Tinh nói, Nhân Hoàng nói hòa giải thì hòa giải vậy. Con sư tử hai đầu đó cũng cảm nhận được khí tức Nhân Hoàng của Ngô Bình, Nhân Hoàng là cường giả mạnh nhất của con người, linh khí càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được khí tức Nhân Hoàng của Ngô Bình. Sư tử hơi cúi đầu nói, chào Nhân Hoàng, tổ tiên nhà ta từng là vật cưỡi của Nhân Vương, hôm nay gặp được Nhân Hoàng, đúng là phúc ba đời. Ngô Bình, đừng đánh nhau nữa, nếu còn đánh nữa chắc chắn sẽ bị thú dữ khác hưởng lợi. Con sư tử biết nghe lời, vâng, bọn ta không đánh nữa. Tính cách của thú dữ này khá thẳng, xuất phát từ sự tôn trọng của Nhân Hoàng, bọn nó lập tức không đánh nhau nữa. Ngô Bình hỏi, cả hai chắc là bá chủ nơi này, 900 dặm phía trước là nơi này hai vị có biết không? Tinh Tinh nhìn về phía đó nói, Nhân Hoàng, 900 dặm phía trước là địa bàn của bộ lạc Phục Thiên, thủ lĩnh của bộ lạc Phục Thiên đã tu luyện mãn hoàng kinh thượng cổ, mãn lực cực kỳ mạnh, ta từng đánh nhau với hắn, kết quả ai cũng không được lợi cả. Ngô Bình, nhờ Tinh Huynh dẫn đường cho ta, người phụ nữ của ta bị nhốt ở địa bàn của bộ lạc Thiên Phục. Tinh Tinh nói, rất vui được phục vụ Nhân Hoàng. Sư tử nói, nếu Nhân Hoàng có cần gì, ta sẵn lòng đi cùng. Thật ra sư tử và Tinh Tinh vừa rồi đã đánh ra lửa thật, nếu không nhờ Ngô Bình xuất hiện, cuối cùng chúng sẽ bị thương, sau đó là bị các đối thủ khác chiếm lợi, thậm chí có thể mất mạng nên sư tử và Tinh Tinh rất biết ơn Ngô Bình, sẵn lòng giúp anh. Ngô Bình nói, cảm ơn nhiều, hai vị là thú vương, có tên họ gì không? Anh đọc rất nhiều sách cổ, thú dữ mạnh thường đều có danh hiệu. Sư tử nói, tiểu yêu là Linh Uy Vương. Tinh Tinh nói, chúng đều gọi ta là Kim Viên Vương. Ngô Bình, Kim Viên Vương, Linh Uy Vương, nhờ hai vị dẫn đường. Một người hai thú đi về phía bộ lạc Phục Thiên, vừa bước vào lãnh địa của bộ lạc Phục Thiên, xung quanh bỗng có mấy trăm chiến sĩ cầm cung nhảy ra. Họ khoác lên mình bộ gia thú, ánh mắt hung dữ, ngay cả khi đối mặt với Linh Uy Vương và Kim Viên Vương cũng không hề sợ. Ngô Bình, ta đến đây tìm một người, làm phiền thông báo cho thủ lĩnh của các ngươi. Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đám người, ông ta nhìn Ngô Bình hỏi, cậu ở bộ lạc nào? Phát âm của ông ta rất kỳ lạ, không phải tiên văn mà là một thứ ngôn ngữ cổ, nhưng Ngô Bình có thể nghe hiểu. Ngô Bình nói, ta đến từ tiên giới. Tiên giới, người này cực kỳ ngạc nhiên, tất cả cung tên lập tức nhắm vào anh, ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ thù hận. Kim Viên Vương nói thầm, Nhân Hoàng, năm đó bộ lạc Phục Thiên là một trong các thế lực chống lại tiên giới, cả tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một nhánh này nên chúng rất hận tiên giới. Ngô Bình nhìn đám chiến sĩ này, họ không phải là tu sĩ tiên đạo nhưng trong người mỗi người đều có sức mạnh to lớn, không dễ đối phó. Anh nói, ta không có địch ý với các người. Ta chỉ muốn đến tìm người. Đi khỏi đây ngay lập tức, nếu không bọn ta sẽ giết ngươi, người đàn ông nghiêm giọng nói. Ngô Bình hừ một tiếng, bỗng biến thành kiếm quang, thoáng chốc đã lao đến căn nhà bằng đá mà Đào Như Tuyết đang ở. Đào Như Tuyết vui mừng khi nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Bình. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tức giận, một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét đi vào, vùng nắm đấm lên đánh Ngô Bình. Cú đấm này rất mạnh. Ngô Bình lập tức thi triển ý nghĩa, vừa tung ra đòn tấn công đã nghe một âm thanh vang lên, người đàn ông cao to đó bị anh đánh văng ra xa mấy trăm mét, đập mạnh vào một hòn đá lớn khiến tảng đá vỡ tan tành, hắn cũng choáng đầu hoa mắt. Ngô Bình vung tay lên, người bên cạnh Đào Như Tuyết đều bị đẩy xa ra. Cô ấy nhào vào lòng Ngô Bình bật khóc, bố mẹ và nhiều người trong tộc đều bị chúng giết hết rồi. Ngô Bình an ủi, đừng đau lòng quá. Buông Đào Như Tuyết. Anh đi ra khỏi căn nhà đá, người đàn ông cao to lắc đầu, lại sải bước đi đến, đôi mắt hắn lóe lên tia hung ác, trông bộ dạng rất không phục. Ngô Bình lạnh lùng nói, tại sao các người muốn giết hại người vô tội? Người này cười nhạo nói, đây đều là con cháu của nô lệ, giết cũng giết rồi, có gì đáng để nói? Ngô Bình, con cháu của nô lệ. Người đàn ông đó nói, đúng thế, vóc dáng chúng nhỏ bé, sức lực thì yếu, khí tức loạn. Vừa nhìn đã biết là con cháu của nô lệ. Đúng là người của bộ lạc Phục Thiên này đều rất cường tráng, kéo một chiến sĩ trong số họ ra cũng có thể đánh với nhân tiên một trận. Ngô Bình, giết người đền mạng, nợ máu trả máu.
Mạnh miệng đấy, dám dở thói ngang ngược ở bộ lạc Phục Thiên. Một người đàn ông thân hình cao lớn, vô cùng cường tráng khác bước đến, hắn trông có vẻ vẫn còn rất trẻ, ánh mắt toát ra sự lạnh lùng, để trần nửa người trên da có vẽ một con sói khổng lồ màu bạc. Ngô Bình nhìn người này nói, các người vô cớ giết người, tội ác tày trời. Người này bật cười, giết người. Vùng đất địa hoang này có ngày nào không giết người, có bộ lạc nào không giết người, tấn công bộ lạc yếu hơn, giết hết tất cả đàn ông, chỉ để lại phụ nữ có thể sinh con, đây là quy tắc từ xưa, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn nhìn Đào Như Tuyết, ta thích người phụ nữ này, ngươi không thể dẫn cô ấy đi được. Ngô Bình, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giao tất cả hung thủ giết người ra đây, lấy mạng đổi mạng, ta có thể tha cho ngươi. Hai là ta sẽ giết toàn bộ lạc Phục Thiên theo quy tắc ở địa hoang gì đó. Người đàn ông tỏ vẻ khinh thường, chỉ dựa vào ngươi. Ta Phục Thiên Tôn đã thức tỉnh huyết mạch Phục Thiên, không phải là người mà một kẻ tầm thường như ngươi có thể đấu lại. Lúc này bên tai Ngô Bình vang lên giọng của Kim Viên Vương, Nhân Hoàng, Phục Thiên là một thần thiên lang, tổ tiên của bộ lạc Phục Thiên là đời sau được sinh ra khi thiên lang thay đổi hình dạng rồi kết hợp với loài người. Huyết mạch Phục Thiên mà hắn nói thật ra là huyết mạch thiên lang. Ngô Bình tỏ vẻ xem thường, ta còn tưởng là gì, hóa ra là tạp chủng do sói và người sinh ra, thảo nào không có nhân tính. Câu này của anh đã chọc giận Phục Thiên Tôn, hắn gào lên, cánh tay túm lấy Ngô Bình, rõ ràng là hắn không xem đối thủ ra gì, chỉ muốn túm lấy Ngô Bình rồi xé xác anh, hành động như nhào đến bắt một con dê, một con gà. Thế nhưng khi tay hắn vừa giơ ra, nắm đấm của Ngô Bình đã đánh trúng mặt hắn, cú đấm này đánh sâu vào mặt cỡ một tấc, xương mặt và mũi của hắn đều bị đánh hỏng. Phục Thiên Tôn hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại phía sau, thực lực của hắn rất mạnh nhưng không ngờ động tác của Ngô Bình lại nhanh đến thế, ra đòn cũng nặng. Rắc! Ngô Bình đá gãy chân trái của hắn, sau đó dùng một tay chém gãy xương cổ hắn, cuối cùng anh giơ ngón tay lên, lần nào cũng đánh trúng vào chỗ yếu của Phục Thiên Tôn. Phục Thiên Tôn gào lên thảm thiết. Cả người lảo đảo như sắp ngã xuống, Ngô Bình đánh một đòn trúng vào ngực hắn, cú đấm này khiến mạch máu quanh người hắn đều vỡ, máu phun ra từ các lỗ chân lông. Phịch! Phục Thiên Tôn ngã xuống đất, không còn thở nữa. Cả bộ lạc Phục Thiên đều hỗn loạn, mọi người run lẩy bẩy, không dám cử động. Đây chính là bộ lạc, một khi thủ lĩnh mạnh nhất bị đánh chết, những người còn lại biết có liều mạng cũng không có tác dụng nên lập tức không còn phản kháng. Lúc này sư tử Linh Uy Vương và tinh tinh Kim Viên Vương xuất hiện, khí tức đáng sợ của chúng khiến cả bộ lạc Phục Thiên sợ tới mức không ai dám phản kháng, ai cũng đều quỳ xuống. Kim Viên Vương, Nhân Hoàng, bây giờ có thể chiếm lấy bộ lạc Phục Thiên rồi. Ngô Bình lướt nhìn xung quanh hỏi, trong các ngươi, ai là quản sự? Một ông lão bước ra, ông ta quỳ xuống nói, Đại Vương, lúc thủ lĩnh không ở đây, ta phụ trách tất cả mọi việc trong bộ lạc. Ngô Bình, ông tìm hết hung thủ ra đây rồi giết toàn bộ cho ta. Ông lão không dám cãi lại, vội vàng bảo người tìm hết những kẻ đã giết hại người nhà của Đào Như Tuyết, sau đó từng người quỳ xuống đất. Cuối cùng, hơn 300 người quỳ dưới đất, mặt đều không có cảm xúc, cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngô Bình vung tay lên, kiếm quang xoẹt qua, đầu của mấy trăm người đều rơi xuống. Người nhà Đào Như Tuyết không thể chết oan uổng. Đám hung thủ này đều phải trả giá bằng mạng sống, nợ máu trả máu. Ông lão đó nói, Đại Vương, cầu xin ngài tha cho cả bộ lạc. Bộ lạc Phục Thiên sẵn lòng giao hết tài sản ra. Ngô Bình không phải là kẻ khát máu, nhưng nếu những người này đã nói sẵn lòng giao hết mọi thứ, tất nhiên anh cũng sẽ không khách sáo, bèn hỏi các ngươi có tài sản gì. Kim Viên Vương nói, Nhân Hoàng, bộ lạc Phục Thiên đang giữ một mỏ tinh thể bí mật và một suối thần. Dĩ nhiên bộ lạc Phục Thiên còn có rất nhiều cô gái trẻ và một vài thần binh cổ. Ngô Bình gật đầu, anh nói với Đào Như Tuyết, chúng ta lo liệu hậu sự cho người nhà em trước, sau đó lại đến bộ lạc Phục Thiên xem sao. Đào Như Tuyết gật đầu, bây giờ đã có Ngô Bình ở đây, tất nhiên Ngô Bình nói gì thì cô ấy đều sẽ nghe theo như thế. Cả nhà Đào Như Tuyết chẳng còn bao nhiêu, cùng tộc chỉ có mấy chục người, thi thể của những người khác bị vứt lung tung trong rừng. Bị thú dữ cắn xé không ra hình dạng gì. Ngô Bình giúp họ tìm lại các mảnh thi thể rồi mai táng, sau đó xây mộ. Đào Như Tuyết khóc lóc quỳ trước ngôi mộ. Ngô Bình đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại thì mới nói, chuyện này cũng trách anh, lúc anh cảnh báo em thì nên đi xem sao. Cô ấy hận bộ lạc Phục Thiên này thấu xương,
muốn Ngô Bình tước hết toàn bộ tài sản của họ. Ngô Bình đáp, vậy ABG sẽ nghe theo em. Được Linh Uy Vương và Kim Viên Vương tháp tùng, Ngô Bình đi tới kho của bộ lạc Phục Thiên. Ở trong kho có nhiều loại binh đao, có cái đã cùn mẻ, có cái còn mới. Ngoài ra còn có lông, da và xương thú, ngọc thạch, yêu đan, tiên thạch và một vài thứ linh tinh khác. Nhưng nhiều nhất là một loại tinh thạch trông rất kỳ lạ, tổng cộng hơn 3.000 viên. Bên trong những tinh thạch này có một nguồn năng lượng thần kỳ. Ngô Bình hỏi những người xung quanh mới biết tên loại tinh thạch này là bí tinh. Có người nói với anh, năng lượng bên trong bí tinh có thể hút vào trong cơ thể. Năng lượng này có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian, giúp nâng cao sức mạnh, tăng cường thể chất, cường hóa thần hồn. Các loại đá bí tinh khác nhau sẽ có công dụng khác nhau. Nhìn thấy những viên đá bí tinh này, Ngô Bình chợt nghĩ tới những khối ngọc hình con ngựa, hình phiến lá mà anh có được dường như cũng là một loại đá bí tinh. Xem ra chúng đều được tạc từ loại đá này. Ngô Bình nghe lời đề nghị của Đào Như Tuyết nên phàm là những thứ anh thấy có vẻ đáng tiền là lấy hết, bỏ vào nhẫn chữ đồ, một thứ cũng không để lại. Sau cùng, Ngô Bình đi tới kho lương của bộ lạc này. Sau khi mở kho, anh thấy bên trong có một lượng lớn thịt khô và các loại ngũ cốc. Trong đó có một loại gạo thần, sau khi ăn xong có thể tăng cường thể chất cho người sử dụng. Anh lấy hết thịt khô và gạo thần, chỉ để lại các loại đồ ăn thông thường. Sau đó, anh đi tới mỏ khai thác đá bí tinh, nơi này vẫn đang được khai thác, ở bên trong có các loại đá bí tinh khác nhau, nằm dưới lòng đất từ độ sâu vài nghìn mét đến vài chục nghìn mét. Muốn khai thác chúng vô cùng khó khăn bởi đất ở đây rất cứng, chỉ có thể đào dần từng chút một. Cho nên hàng năm, sản lượng từ mỏ khoáng sản này chỉ có hơn 100 khối bí tinh. Ngô Bình mở mắt thấu thị thì phát hiện dưới lòng đất còn có hơn 1.000 khối đá bí tinh phân bố ở những nơi khác nhau. Anh lập tức dùng thuật độn thổ, đi xuống lấy hết số đá bí tinh này. Khi quay trở lại mặt đất, anh đi tới chỗ gọi là suối nước khoáng thần. Suối nước khoáng này nằm ở trong một thung lũng, nước đọng lại nơi đây tạo thành một cái hồ nhỏ, được con người dùng ngọc thạch trùng tu lại, bề rộng khoảng chừng 1 mét vuông. Hồ ngọc có nước khoáng sâu chừng nửa mét, trên mặt nước bốc lên khói chín màu. Ngô Bình múc nước uống thử, sau đó sáng mắt reo lên, thần dược. Anh lập tức dùng thuật độn thổ, đi theo mạch nước ngầm để tìm kiếm. Ở sâu dưới mặt đất hơn 10.000 mét, trong lớp bùn đất, anh tìm thấy một viên đá thần chín màu ở nơi mạch nước đi qua. Ở trên bề mặt viên đá có 9 loại thần phù, mỗi loại thần phù phát ra một ánh sáng màu khác nhau. Nước khoáng kia ban đầu chỉ là nước khoáng bình thường nhưng được viên đá này tinh lọc mới trở thành nước khoáng thần chín màu. Anh quan sát viên đá, lẩm bẩm, năng lượng của viên đá thần này thật kỳ lạ, không hề giống bất cứ loại năng lượng nào mình từng biết. Anh cất đá thần đi rồi quay trở lại mặt đất. Sau khi cứu Đào Như Tuyết và báo thù xong, Ngô Bình phải quay về. Anh nói với Kim Viên Vương và Linh Uy Vương, Viên Vương, sau này chúng ta ắt sẽ có duyên gặp lại. Cung tiễn nhân hoàng, hai thần thú cúi người lễ bái. Anh đưa theo Đào Như Tuyết và các tộc nhân còn lại về nhà. Sau đó sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Chưa tính Đào Như Tuyết thì có tất cả 24 người phụ nữ, lớn tuổi nhất thì ngoài 30, nhỏ nhất chỉ mới 12-13 tuổi. Những người đàn ông thì đều đã bị giết, bất kể già trẻ. Hơn 20 người phụ nữ này là những người cuối cùng sống sót. Trong lúc Ngô Bình đang cho người sắp xếp chỗ ở cho họ thì trong đoàn có một cô gái ngoài 20 trông rất xinh đẹp nói với Đào Như Tuyết và Ngô Bình, Như Tuyết, giờ đàn ông trong tộc đã chết hết. Nhưng chúng tôi vẫn phải sống tiếp. Đào Như Tuyết, chị cứ yên tâm, Ngô Bình sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Ngô Bình đáp, không sai, mọi người không cần lo lắng. Sau đó, anh gọi Đường Tử Di tới, nhờ cô cho người giúp thu hoạch mùa màng của bộ lạc Phục Thiên, sau đó phân loại rồi cất vào kho. Buổi chiều, Lý Ngạo Tiên tìm tới, hắn nói, tông chủ, hiện giờ loạn lạc khắp nơi, nhưng chỗ ở cho tộc nhân chúng ta còn chưa sắp xếp ổn thỏa. Cho nên hiện giờ chúng ta không có nơi trốn an toàn nào cho họ. Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, thế này đi, truyền lệnh của tôi, lệnh cho tộc nhân Lý Thị toàn lực thu hoạch mùa màng và thu thập đồ dùng sinh hoạt ít nhất phải đủ dùng cho một năm. Sau đó, các tộc nhân chia thành các thị rồi tập trung tại đó. Nơi nào làm xong trước thì tôi sẽ đích thân sắp xếp chỗ ở cho họ. Lý Ngạo Tiên hỏi, tông chủ định sắp xếp cho họ ở đâu? Ngô Bình, tôi có một cái động tiên. Môi trường bên trong không tồi, tạm thời cho họ vào đó sống đi, cái anh đang nói đến chính là Long Hổ Tiên Cảnh.
Lý Ngạo Tiên mừng rỡ đáp, như vậy thì tốt quá. Lý thị có mấy chục triệu người, ngoài cách đi vào động tiên ra thì không có cách nào tốt hơn. Lý Ngạo Tiên lập tức đi làm việc, còn Ngô Bình hỏi Hoàng tử Cường tình hình hai ngày nay của phía Hưng Long ra sao. Hoàng tử Cường, cậu chủ, người đứng đầu khu vực đó giờ đã trở thành thái thú quân Hưng Long. Người này khá thủ đoạn, gần đây quận Hưng Long không an toàn, mặc dù không có bạo loạn lớn nhưng những rối loạn trật tự trị an thì khó mà tránh được. Ngô Bình gật đầu, được rồi, chỉ cần không có bạo loạn thì người dân có thể tiếp tục sống. Sau khi giải quyết xong những chuyện này thì trời đã tối, Ngô Bình quay về tu luyện và viết giáo trình. Hơn 9 giờ tối, Đường Tử Di đột nhiên đến phòng anh, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Ngô Bình hỏi, Tử Di, em sao vậy? Đường Tử Di lườm anh một cái đáp, mẹ em nói tối nay em nhất định phải mang thai đứa con của anh. Ngô Bình gãi đầu hỏi, tại sao? Đường Tử Di hừ một cái, đáp anh suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, em muốn làm chính cung thì đương nhiên phải ra tay trước rồi. Ngô Bình bật cười, sau đó ôm lấy cô rồi dịu dàng nói, được, vậy hôm nay chúng ta nặn người nhé. Ngô Bình và người đẹp cuốn lấy nhau cả đêm, hai người đều giải phóng hết sức lực. Ngô Bình giờ đã là nhân hoàng, cho nên tư chất thế hệ sau của anh chắc chắn hơn xa người thường, là hoàng tộc đích thực. Khi tỉnh dậy, anh thấy Đường Tử Di vẫn đang cuộn tròn trong lòng anh. Anh còn định làm thêm vài lần nữa thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn. Anh lập tức khoác áo ngoài lên rồi đi ra sân trước xem. Lúc này, có một đám người mặc đồng phục của cơ quan chấp pháp đang vây kín cửa còn Hoàng Tử Cường và Thần Chiếu cùng với vài người nữa đang tranh cãi với đám người kia. Nhà đất ở đây là tài sản thuộc sở hữu cá nhân, không thể cho các người mượn. Người đi đầu đoàn người kia mặc áo màu bạc, trước ngực thêu hình chim ưng vàng. Anh ta lạnh lùng nói, thái thú phụng của chúng tôi ra lệnh thu lấy nhà dân. Nhà này sẽ được dùng cho những người dân gặp nạn, các người nhiều nhà đất như vậy, không phải nên đóng góp một chút sao? Người kia hình như cũng biết đến Thiên Long, anh ta đáp, hóa ra là Long chủ, ban nãy đã đắc tội rồi. Có điều đây là lệnh của thái thú, chúng tôi đương nhiên không dám làm trái. Hay là thế này, Long chủ đi cùng chúng tôi một chuyến, giúp chúng tôi nói chuyện với thái thú. Thần Chiếu giận dữ đáp, hỗn xược, thái thú nhà các người là cái đinh gì, bảo hắn đến gặp cậu chủ nhà này còn có lý. Người kia nặn ra một nụ cười, đáp, vậy cũng không còn cách nào, thái thú đã nói rồi, thu lại nhà dân là chuyện lớn. Bất luận chủ nhà là ai, thân phận địa vị thế nào cũng không có ngoại lệ. Ngô Bình chẳng muốn phí lời với anh ta, anh nói với Thần Chiếu, kẻ nào dám chiếm căn nhà này, đánh chết không tha. Dứt lời. Anh quay người đi vào nhà, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Long chủ này cũng quá là hống hách, dám đòi đánh chết bọn họ. Đám người này dù mới làm quan không lâu nhưng đã hiểu sâu sắc về sự chênh lệch quyền lực trong xã hội. Trên phố, bọn họ nhìn thấy ai không vừa mắt là có thể chém chết, sau đó nói rằng phát hiện tà đạo xâm nhập. Nếu thấy người đẹp thì có thể về tận nhà, ngủ với cô gái đó trước mặt chồng hoặc người nhà cô ấy. Nếu họ dám phản kháng thì có thể giết luôn. Tất cả chi phí ăn ở sinh hoạt bọn họ đều không phải bỏ tiền. Muốn thứ gì thì cứ lấy, không ai dám đòi tiền. Đã ngông nghênh một thời gian như vậy, giờ đột nhiên gặp phải một nhân vật sừng sỏ như Ngô Bình, đột nhiên cảm thấy không thể nào chịu nổi. Một người đàn ông râu đen hừ lạnh một tiếng rồi nói, đánh chết bọn tôi sao? Giỏi thì cứ thử xem. Ông ta còn chưa dứt lời, thì một thanh đao lóe sáng, đầu ông ta lập tức rời khỏi cổ. Người ra tay chính là một nữ thị vệ mà nữ đế để lại bên cạnh Ngô Bình. Người mặc áo màu bạc kinh ngạc, giờ đã biết đây thực sự là tổ kiến lửa không thể chọc vào nên nói, được, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Đám người kia vừa đi, Hoàng tử Cường đuổi theo Ngô Bình, nói, cậu chủ, tôi nghe nói tên thái thú đó rất hống hách, e là sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ngô Bình đứng lại, đáp thái thú quận Hưng Long tốt nhất nên là người của ta. Anh nghĩ ngẫm một lát rồi quyết định tới tìm Dương Mộ Bạch rồi bảo ông ấy lên làm thái thú. Nghĩ là làm, anh bấm số gọi cho Viên Khắc Hiếu để bàn chuyện này. Viên Khắc Hiếu, thái thú quận Hưng Long không phải người của chúng tôi, mà tới từ Ngọc Hư Cung ở thế giới bên trên. Ngô Bình, Ngọc Hư Cung sao? Tôi đảm bảo hắn sẽ không dám ở lại quận Hưng Long nữa. Viên Khắc Hiếu, nếu cậu đuổi được hắn đi thì chúng ta có thể sắp xếp. Ngô Bình, được. Cho tôi 3 ngày. Trong 3 ngày, tôi sẽ khiến hắn cuốn xéo. Sau đó,
anh biến hình thành Trương Tiểu Bình, đi tới ngoại viện của Thục Sơn. Mấy người Dương Mộ Bạch vẫn đang ở đó. Vì nơi này ở thế giới bên ngoài nên Thiên Địa Kiếm Tông cũng không quan tâm lắm, nó vẫn còn nguyên như lúc trước. Những trưởng lão, đệ tử của kiếm phái Thục Sơn mà Ngô Bình sắp xếp cho ở lại đây cũng vẫn sinh hoạt như bình thường. Trần Đạo Huyền thông báo với bọn họ không được rút dây động rừng mà phải chờ tin đã. Ngô Bình đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nơi này, chỉ riêng kiến trúc bên trong cũng muốn cả núi tiền, cho nên anh đương nhiên không thể dễ dàng dâng nơi này cho kẻ khác. Anh đi tới ngoại viện của Thục Sơn, ở đây chỉ có một đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông trấn giữ. Khi đệ tử này nhìn thấy Ngô Bình thì vội vã vái chào, bái kiến cậu chủ Trương. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, nơi này không tồi, sau này sẽ thuộc về tôi. Cậu về trước đi. Người kia đáp, nếu cậu thích thì đương nhiên nó thuộc về cậu. Có điều vẫn cần đến tông môn, thông báo với trưởng lão ở đó một tiếng. Ngô Bình, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới đó. Sau khi đệ tử kia lui đi, Ngô Bình mới khôi phục lại diện mạo của mình để gặp mấy vị trưởng lão kia. Anh bảo họ tiếp tục trông coi nơi này. Ngoại viện này sau này sẽ là tài sản cá nhân của anh, Thiên Địa Kiếm Tông sẽ không phái người tới, các thế lực khác cũng sẽ không dám động vào. Sau khi dặn dò mọi người một lúc, anh tới tìm Dương Mộ Bạch, sư huynh, em đã bảo Long Thần sau này làm thái thú Long Thành. Nhưng anh cũng không thể ngồi không, mấy hôm nữa đến quận Hưng Long làm thái thú nhé. Dương Mộ Bạch cười đáp, sư đệ, tu vi của anh quá thấp, làm vậy có được không? Ngô Bình, bên đó đều là người của ta, có gì mà được với không được? Dương Mộ Bạch đáp, vậy được thôi, anh nghe cậu sắp xếp. Sau đó anh bảo Dương Mộ Bạch đến quận Hưng Long tìm Hoàng tử Cường trước, còn anh quay lại Thiên Địa Kiếm Tông một chuyến. Hiện giờ Thiên Địa Kiếm Tông đang căng như dây đàn, vì linh khí được phục hồi nên có rất nhiều cao thủ ở tiên giới tới đây, cả một số thế lực lớn ở địa tiên giới cũng lũ lượt kéo tới khiến Thiên Địa Kiếm Tông gặp nguy cơ rất lớn. Mấy ngày nay đều có kẻ tới xâm lược, may mà đa số đều bị đánh lui. Ngô Bình vừa quay lại thì Lưu Dịch Phong đã chạy tới tìm anh, cậu chủ, cậu tới đúng lúc lắm. Lát nữa cao thủ trong tông môn chúng ta sẽ đi vây đánh một tu sĩ tà đạo, cậu có muốn đi cùng không? Nếu giết được kẻ này thì sẽ lập đại công. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi, đối phương là ai, tại sao lại phải giết? Lưu Dịch Phong, kẻ đó tên gọi là Bách Quỷ Đạo Nhân, hắn nuôi mấy trăm con lệ quỷ mà những con quỷ này đều rất mạnh. Thời gian này, địa tiên giới đang hỗn loạn nên hắn liền ra mặt tác oai tác quái. Hắn đã giết hàng nghìn tu sĩ để luyện món pháp bảo gì đó gọi là vạn quỷ phan. Tên này không có mắt, dám giết mấy đệ tử của ta. Cho nên chúng ta đã dồn toàn lực truy sát hắn, kết quả lại có mấy vị trưởng lão khác bị hắn giết. Lần này tông chủ nổi trận lôi đình, quyết định phái cao thủ vây giết hắn ta. Ngô Bình, ồ, kẻ đó quả thực là đáng chết. Khi nào hành động ông hãy gọi tôi. Nói rồi anh đi về điện Thanh Liên. Chị em Lâm Bích Giao và Mộc Tâm Lan đang ngồi bên trong điện, hình như họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Ngô Bình tới, Mộc Tâm Lan vội vã đứng dậy, cậu chủ. Ngô Bình chưa để lộ thân phận, anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó gọi Lâm Thanh Giao ra một góc nói chuyện. Điện Thanh Liên giờ thuộc sở hữu của Ngô Bình nên vô cùng yên tĩnh. Người ngoài thường sẽ không đặt chân vào đây nên mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo ban đầu của nó. Ngô Bình, em nói với Mộc Tâm Lan chọn ra vài đệ tử tư chất tốt, đưa theo một số trưởng lão đi tới ngoại viện của Thục Sơn. Lâm Thanh Giao gật đầu, được, em lập tức đi nói với sư phụ. Ngô Bình, anh cũng không biết thân phận giả ở Thiên Địa Kiếm Tông này có thể dùng được bao lâu nữa, cho nên tốt nhất mọi người hãy rời khỏi đây trước. Đợi khi mọi thứ ổn định trở lại, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Anh chưa nói được mấy câu thì Lưu Dịch Phong đã tới. Ông ta nói, cậu chủ, bắt đầu hành động rồi. Lần này, Thiên Địa Kiếm Tông có vẻ đã thực sự nổi giận, tông chủ cũng đích thân ra mặt. Hàng trăm cao thủ được phái đi truy sát Bách Quỷ Đạo Nhân. Đoàn người đi được một đoạn, Ngô Bình chợt cảm nhận được một ánh mắt vô cùng thù địch đang nhìn mình chằm chằm. Anh quay lại thì thấy đó không ai khác chính là Vạn Hồng Uy. Lần trước anh cướp Thanh Mộc Cung, cứu mấy cô gái khiến hắn ta ghi hận trong lòng. Thấy Ngô Bình quay lại, Vạn Hồng Uy lập tức quay mặt đi. Ngô Bình cũng chẳng để tâm, với anh Vạn Hồng Uy chẳng là cái đinh gì. Anh quay sang hỏi một đệ tử bên cạnh, Bách Quỷ Đạo Nhân đó giờ đang ở đâu? Đệ tử kia vội đáp, thưa cậu chủ, hắn ta đã trốn tới Thánh Khư rồi. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên,
nơi này anh cũng biết, đó là nơi các vị thánh viên tịch, ở đó có dòng họ Nam Cung rất nổi tiếng. Bên trong thánh khư, tu vi sẽ bị áp chế. Bách quỷ đạo nhân này có lẽ muốn mượn điều đó để đối phó với chúng ta. Đệ tử kia đáp, đúng vậy, có điều dòng họ Nam Cung đã đồng ý giúp chúng ta, cho nên bắt được hắn cũng không khó. Có điều bảo bối vạn quỷ phan của hắn đã luyện thành, không dễ đối phó. Thánh khư này là một không gian gấp vô cùng quái dị, nó như thể giao với tất cả các không gian gấp của Côn Luân. Điều đó nghĩa là bất kể là địa tiên giới hay là Thái Thanh Tiên Giáo đều có lối tắt dẫn thẳng tới đây. Nhưng bởi sự quái dị của nó mà có rất ít tu sĩ dám vào đây. Đến nay cũng chỉ có dòng họ Nam Cung là đủ mạnh để định cư trong đó. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã vào trong thánh khư. Vừa đi vào, ai cũng cảm nhận được có một năng lượng kỳ dị đang áp chế thần niệm, tiên lực của họ. Lúc này, họ chỉ phát huy được chưa tới 1/10 sức mạnh thông thường. Họ tìm kiếm trong thánh khư một lúc liền đi tới một thung lũng. Ở trong thung lũng có không ít nhà cửa. Lúc này có một đám người đi ra đón họ, đó chính là người nhà Nam Cung. Họ vô cùng cung kính với Thiên Địa Kiếm Tông. Trong số đó cũng có người mà Ngô Bình quen biết, ví dụ như Nam Cung chính mình. Hai bên còn đang bàn bạc xem nên hành động thế nào thì đột nhiên tim Ngô Bình đập nhanh như có một dự cảm không lành. Anh liền ra một chỗ vắng người gieo một quẻ. Quẻ tượng vừa xuất hiện, mặt anh biến sắc, bởi quẻ này nói cả đoàn người của họ sẽ thiệt mạng. Lúc này, một người đàn ông đứng tuổi mỉm cười nói với tông chủ La, bách quỷ đạo nhân đó hiện đang trốn ở gần điện thập thánh. Tông chủ của Thiên Địa Kiếm Tông tên là La Thiên Tướng, mặc dù ông ta chỉ phái hóa thân của mình tới nhưng vẫn là người mạnh nhất ở đó. Ngô Bình do dự một lúc không biết có nên báo cho La Thiên Tướng việc anh vừa thấy hay không. Trong lòng anh, Thiên Địa Kiếm Tông diệt kiếm phái Thục Sơn, là kẻ thù của kiếm phái Thục Sơn. Nếu anh không nói, để mặc họ chết ở đây thì cũng coi như báo thù cho những người đã mất. Nhưng anh nghĩ lại với thân phận của anh ở Thiên Địa Kiếm Tông hiện giờ có thể bảo vệ những đệ tử còn sót lại của kiếm phái Thục Sơn, cho họ cuộc sống khá tốt. Nhưng nếu Thiên Địa Kiếm Tông bị tiêu diệt thì không biết họ sẽ phải đối mặt với những kẻ thù đáng sợ nào. Nghĩ thông rồi anh âm thầm truyền tin cho La Thiên Tướng, Tông Chủ, đệ tử nghi ngờ chuyện này có ẩn khúc. La Thiên Tướng rất ngạc nhiên, âm thầm truyền tin lại, sao cậu lại nói vậy? Ngô Bình, thánh khư này là một không gian vô cùng cổ quái, từ cổ chí kim có không ít cao thủ bỏ mạng ở đây. Bách quỷ đạo nhân vốn rất mạnh, bình thường mà nói hắn sẽ không chạy trốn tới đây. Dù gì nơi này đối với hắn, đặc biệt là Điện Thập Thánh là một nơi cấm kỵ. Ngô Bình thực chất cũng không biết nhiều về Điện Thập Thánh, thế nhưng anh cố tình nói vậy, mục đích là để La Thiên Tướng coi trọng việc này. La Thiên Tướng là ai kia chứ? Cho dù là ở tiên giới thì cũng là kiếm tiên danh tiếng lẫy lừng, tu vi thì đã tới cảnh giới chân tiên. Cho dù là ở tiên giới thì cũng có không ít người muốn hãm hại ông ta. Thế mà giờ ở thế giới mặt đất lại có người dám chơi xấu ông ta. Điều đó khiến La Thiên Tướng nổi trận lôi đình. Ngô Bình giờ là đệ tử tinh anh mà ông ta hết mực coi trọng, là hy vọng của Thiên Địa Kiếm Tông nên ông ta không mảy may nghi ngờ. Cho nên, ông ta lập tức cho bắt Nam Cung Hoa lại, lạnh lùng hỏi, nói, tại sao lại muốn lừa tôi? Nam Cung Hoa mặt biến sắc, vội vã đáp, Tông Chủ La, sao lại nói như vậy chứ? Tuyệt đối không có chuyện này, không hề có chuyện như vậy. La Thiên Tướng không cho ông ta cơ hội rảo biện. Thần niệm mạnh mẽ của ông ta đi vào trong thần thức của Nam Cung Hoa. Nam Cung Hoa này cùng lắm chỉ là địa tiên cảnh giới động tàng nên trong nháy mắt đã bị khống chế. La Thiên Tướng lục tìm ký ức của đối phương. Hóa ra, một thời gian trước có một vị thiên tiên tới tìm nhà Nam Cung, yêu cầu họ phối hợp diễn một vở kịch. Vị thiên tiên này rất mạnh, xuất thân cũng lẫy lừng nên nhà Nam Cung không dám từ chối, chỉ đành nhận lời. Về sau tự nhiên có một tên bách quỷ đạo nhân giết người của Thiên Địa Kiếm Tông, cho nên những việc sau đó mới xảy ra. Hai bên tính toán sẽ dụ người của Thiên Địa Kiếm Tông vào trong Điện Thập Thánh. Ở đó có một sinh linh rất đáng sợ, ai đi vào đều bị nó giết. Sau khi tìm thấy những ký ức liên quan, La Thiên Tướng bật cười ha hả, nói, sư đệ tốt của ta, quả nhiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hóa ra vị thiên tiên thần bí kia chính là sư đệ năm xưa của La Thiên Tướng. Tên là Chu Vân Thiên. Người này và La Thiên Tướng đều là thiên tài. Về sau, hai người này tranh chấp ngôi vị tông chủ, La Thiên Tướng giành chiến thắng. Chu Vân Thiên không thể chấp nhận sự thật này, cho nên phản bội tông môn, gia nhập Cửu Thiên Kiếm Vực.
Về sau, Chu Vân Thiên không có động tĩnh gì nữa, thật không ngờ giờ lại đột nhiên nhảy ra, lại còn bày ra kế hoạch hiểm ác này. Xem ra, ông ta đã chuẩn bị cho cuộc báo thù này từ lâu. La Thiên Tướng nhìn Ngô Bình với vẻ hài lòng, nói Trương Tiểu Bình, làm tốt lắm. Từ giờ trở đi, cậu chính thức trở thành đệ tử chân truyền của bổn tông chủ. Ngô Bình lập tức đáp, đệ tử Trương Tiểu Bình bái kiến sư tôn. La Thiên Tướng cười ha ha đáp, đồ nhi, kẻ định hại ta là một phản đồ của tông phái, tên là Chu Vân Thiên. Tu vi của hắn không thua gì ra, hơn nữa đã bái sư gia nhập Cửu Thiên kiếm vực này thậm chí còn mạnh hơn tông phái của ta. Ngô Bình, sư tôn, liệu Cửu Thiên kiếm vực có ra mặt thay cho ông ta không? La Thiên Tướng, chuyện đó khó xảy ra, Cửu Thiên kiếm vực không chỉ có một thế lực. Thế lực mà Chu Vân Thiên tham gia vào là thế lực của Thương Huyền Kiếm Đế, một trong năm kiếm đế của Cửu Thiên Kiếm Vực. Thương Huyền Kiếm Đế, Ngô Bình nhớ ra người này chính là kẻ đã hại chết bố mẹ Lâm Thanh Giao. Anh hỏi, sư tôn, Cửu Thiên Kiếm Kinh của Cửu Thiên Kiếm Vực mạnh hơn Thiên Địa Kiếm Quyết của ta, vậy chắc chắn Thương Huyền Kiếm Đế kia phải rất mạnh đúng không? La Thiên Tướng trầm ngâm một lát rồi đáp, Thương Huyền Kiếm Đế đã lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình, thực lực hơn xa vi sư. Cho nên mới được Đại Thiên Tôn phong là kiếm đế. Nói đến đây, ông ta phất tay ra lệnh, tuyệt diệt dòng họ Nam Cung. Nhà Nam Cung chưa có chuẩn bị gì thì sao có thể chống lại Thiên Địa Kiếm Tông, loáng cái họ đã bị đám kiếm tiên tấn công, Ngô Bình phải ra tay thì mới giữ lại mạng cho Nam Cung chính mình. Ông ta vô cùng cảm kích anh, thế giới bây giờ cường giả có thể tùy ý chém giết kẻ yếu, đúng là thời đại cá lớn nuốt cá bé. La Thiên Tướng dẫn người tới một cung điện của nhà Nam Cung. Sau đó vơ vét hết toàn bộ tài sản. Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, đồ nhi, con luyện Thiên Địa Kiếm Quyết của đến tầng mấy rồi? Ngô Bình, sư phụ, đệ tử luyện đến tầng 6 rồi ạ. Thật ra, Ngô Bình đã luyện đến tầng thứ 8 rồi, nhưng tốc độ đó quá khiếp đảm nên anh đã nói giảm xuống. Tuy vậy thì La Thiên Tướng vẫn giật bắn mình, nhanh thế cơ à? Tốt, đúng là thiên kiêu có khác. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì những người khác đã lục soát hết trong nhà Nam Cung, nhưng cũng không còn nhiều đồ nữa. Sau đó, La Thiên Tướng dẫn mọi người rời đi, Ngô Bình bảo còn bận việc nên không về Thiên Địa Kiếm Tông cùng họ. Chờ tất cả bọn họ đi rồi, anh quay lại Thánh Khư. Ngô Bình rất hứng thú với Thập Thánh Khư, không biết trong đó có gì mà có thể dùng để chống lại nhiều cao thủ của Thiên Địa Kiếm Tông như vậy. Anh thả Nam Cung chính mình ra rồi hỏi, nói đi. Trong thập thánh khư có thứ gì? Nam Cung chính mình nhìn Ngô Bình chằm chằm. Anh thờ ơ nói, ông đừng có hận tôi, mà phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu tôi không nương tay thì giờ ông chết rồi đấy. Nam Cung chính mình sững người, sau đó khôi phục lại tâm trạng rồi hỏi, tại sao cậu không giết tôi? Vì muốn chuyện bên trong thập thánh khư ư? Ngô Bình, coi là vậy đi. Nam Cung chính mình trầm mặc một lát rồi nói, tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng đổi lại thì cậu phải thả tôi đi. Ngô Bình, tôi chẳng có lý do gì để giết ông cả nên tôi đồng ý, nhưng tốt nhất là ông nên thành thật. Nam Cung chính mình, đương nhiên. Ông ta ngập ngừng rồi nói, Thập Thánh Khư là một nơi rất nguy hiểm, bên trong trấn áp một con quái vật. Tổ tiên của nhà Nam Cung chúng tôi biết một chút thông tin về nó, tôi có thể kể cho cậu nghe. Ngô Bình, nhà Nam Cung các ông đã ở đây nhiều đời rồi, có lý do đặc biệt gì không? Nam Cung chính mình thở dài nói, đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng còn gì phải giấu nữa, ban đầu vì lánh nạn nên nhà tôi mới đến đây, sau đó phát hiện Thánh Khư có thể khắc chế tu vi nên tuy trông nguy hiểm nhưng lại rất an toàn. Dần ra, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều bí mật của nơi này. Ngô Bình, bí mật gì? Nam Cung chính mình, cậu có biết chư Thánh Thượng Cổ là sự tồn tại như thế nào không? Ngô Bình không biết nhiều về chuyện này, nhưng cũng hiểu đại khái nên nói. Họ là người dẫn dắt nhân loại phát triển hơn, ví dụ như Phu Tử sáng tạo nên Nho Học, Lão Tử sáng tạo ra Đạo Môn. Nam Cung chính mình, những người cậu vừa đề cập chỉ là thánh nhân cận đại thôi. Còn chư Thánh Thượng Cổ là các cường giả dẫn đầu nhân loại. Vào thời đại mà họ sống, con người là một trong các tộc mạnh nhất, chắc cậu nghe đến Nhân Hoàng rồi đúng không? Ngô Bình gật đầu, Nam Cung chính mình, thật ra trên Nhân Vương và Nhân Hoàng còn có một cảnh giới nữa là Thánh Nhân. Tài năng, thực lực của Thánh Nhân không kém gì Đại La Kim Tiên, đó là cảnh giới mạnh nhất thời bấy giờ. Nam Cung chính mình thở dài, thật ra 500 năm trước, vì được Thánh Nhân giáo hóa nên gia tộc tôi có nhiều người tài lắm.
nhưng có lẽ vì quá mạnh nên người trong tộc quyết định tách đến thập thánh khư phát triển riêng và thu được nhiều lợi ích hơn. Ngô Bình, sau đó thì sao? Họ đều chết hết, Nam Cung Chính Bình uể oải nói, ba người người mạnh nhất trong gia tộc chúng tôi đều bỏ mạng ở đó. Về sau lại có 27 người xông vào ứng cứu, nhưng chỉ có một người sống sót trở ra, chính người ấy mang thông tin về quái vật ra cho chúng tôi. Ngô Bình hỏi, đó là quái vật gì? Nam Cung Chính Bình, một con quái vật hình người, nó miễn dịch với tất cả pháp thuật, thần thông và bùa chú, đao súng cũng không thể làm nó bị thương được, hành động của nó lại rất nhanh nên có thể dễ dàng giết chết tất cả mọi người. Ngô Bình cau mày, tại sao nó không rời khỏi thập thánh khư? Nam Cung Chính Bình, trong thập thánh khư có thập pho tượng, chúng tỏa ra thánh uy để áp chế quái vật, không thì nó đã xông ra ngoài lâu rồi. Vị tổ tiên sống sót trở ra của gia tộc tôi đã bày đại trận để luyện hóa nó. Nhưng người nói thánh lực đang dần suy yếu, sớm muộn cũng có ngày biến mất, nếu con quái vật ấy có thể gắng gượng đến thời khắc cuối thì vẫn có thể thoát được. Ngô Bình đột nhiên điểm vào mi tâm của Nam Cung Chính Bình, sau đó thi triển chú thuật để xóa ký ức của ông ta. Xong xuôi, anh rời khỏi thánh khư, anh không có hứng thú với điện thập thánh gì đó, vì dẫu sao mạng sống cũng quan trọng hơn. Anh vừa rời khỏi thánh khư thì nhìn thấy có một người đang chờ mình ở phía trước, đó chính là Vạn Hồng Uy. Ngô Bình đứng lại hỏi, Vạn Hồng Uy, cậu chờ tôi à? Vạn Hồng Uy lạnh mặt nói, thấy anh quay lại thánh khư nên tôi chờ ở đây. Ngô Bình, có việc gì không? Vạn Hồng Uy cười nói, nếu anh chết ở thánh khư, chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi. Ngô Bình cau mày, cậu định giết tôi à? Quỳnh! Vạn Hồng Uy phóng khí tức ra, phía sau có một pháp thân nguyên anh xuất hiện. Địa tiên có bốn giai đoạn là linh biến, thần hóa, động tàng và đoạt thiên, trong đó mỗi giai đoạn lại có 5 tầng cảnh giới nhỏ nên tổng là 20. Trong giai đoạn động tàng có long môn, âm dương, động thiên, thần tàng, bất tử. Sau cảnh giới long môn, nguyên anh sẽ xuất hiện một tầng bảo vệ do pháp lực tạo thành. Nguyên anh có lớp vỏ bảo vệ thì được gọi là pháp thân. Pháp thân khác nhau sẽ có năng lực và hình dáng khác nhau. Pháp thân chứa càng nhiều pháp lực thì uy lực càng mạnh, có thể phóng ra pháp thuật và thần thông vững chắc. Lúc này, nguyên anh của Vạn Hồng Uy đã cao thập trượng và có hình dạng của một con mãnh hổ với khí tức bức người. Bên ngoài pháp thân có 3 vòng sáng. Điều này có nghĩa là trong pháp thân của hắn đã ngưng tụ 3 loại pháp thuật và 2 loại thần thông, hơn nữa còn có thể thi triển tùy ý. Ngô Bình nhìn hắn rồi bình tĩnh hỏi, Vạn Hồng Uy, cậu có chắc muốn đối đầu với tôi không? Vạn Hồng Uy cười lạnh nói, hôm đó, tôi nhường anh nên anh tưởng tôi sợ à? Chúng ta cùng là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông, nhưng tôi cao hơn anh mấy tầng cảnh giới, anh nghĩ anh đỡ được mấy chiêu của tôi? Ngô Bình nhìn pháp thân nguyên anh của hắn rồi tỏ vẻ coi thường, dựa vào cái này à? Vạn Hồng Uy nổi giận, ngông cuồng, đây là pháp thân nguyên anh của tôi, hơn nữa còn là pháp thân thần hổ. Thế à, vậy để tôi cho cậu xem nguyên thần của tôi nhé. Anh vừa nói dứt câu, đã có một nguyên thần cao lớn như ánh sáng của mặt trời xuất hiện, sau đó nhìn từ trên cao xuống Vạn Hồng Uy nhỏ bé ở dưới. Nguyên thần này tỏa ra khí tức thần thánh, mặt ngoài có bùa chú và thần quang. Khí tức của nguyên thần đế khiến nguyên anh của Vạn Hồng Uy tê dại, không thể nhúc nhích. Nguyên thần của Ngô Bình thò một ngón tay ra, sau đó chọc nhẹ vào pháp thân của Vạn Hồng Uy. Quỳnh! Pháp thân của hắn đã nổ tung, nguyên anh ở trong hét lên rồi run rẩy. Không thể nào, sao nguyên thần có thể mạnh vậy được, lẽ nào là nguyên thần chí tôn? Vạn Hồng Uy như muốn phát điên, nhưng hơn hết là cảm giác sợ hãi vì biết mình xong đời rồi. Ngô Bình lạnh giọng nói, Vạn Hồng Uy, theo luật của môn phái thì tôi có thể giết cậu vì tội mưu sát đệ tử tinh anh. Nguyên anh của Vạn Hồng Uy run bần bật, nó quỳ xuống trong lòng bàn tay của Ngô Bình rồi cầu xin, xin trương sư huynh tha mạng, tôi nhất thời bồng bột, tôi sai rồi. Ngô Bình, cậu dám ám sát tôi ở đây, chắc hẳn phải có đồng bọn đúng không? Lúc này, Vạn Hồng Uy không màng gì nữa mà gọi lớn lên, ra đi anh. Một miếng ngọc bội trên người Vạn Hồng Uy nổ tung, một pháp thân xông ra, đó là một con cự xà dài cả 100 mét, pháp thân đó nói, anh Trương, xin anh nương tay tha cho anh em tôi lần này. Ngô Bình, anh là đệ tử tinh anh Vạn Hồng Khai đúng không? Vạn Hồng Khai, đúng. Ngô Bình cười lạnh nói, hai anh em anh to gan đấy, dám ám sát đệ tử tinh anh. Vạn Hồng Khai, anh Trương, lúc trước là tôi coi thường anh.
Nhưng giờ anh đã thi triển thực lực khiếp người nên tôi sợ lắm rồi, sau này tôi sẽ nghe lời anh tuyệt đối. Ngô Bình bóp nát miếng ngọc phù mà La Thiên Tướng cho, ông ta rất coi trọng một đệ tử thiên tài như Ngô Bình, vì thế đã cho anh vài miếng ngọc phù, nếu anh gặp nguy hiểm thì cứ bóp nát nó. Ngay sau đó, La Thiên Tướng đã xuất hiện, trông thấy nguyên thần hung hãn của Ngô Bình, La Thiên Tướng cũng hết hồn rồi hỏi, Đồ Nhi, có chuyện gì thế? Ngô Bình, sư phụ, đệ tử tinh anh Vạn Hồng Khai và cậu Vạn Hồng Uy đây định ám sát đệ tử, vốn đệ tử định giết họ rồi, nhưng thấy họ có thân phận không bình thường nên mới mời sư phụ đến giải quyết. La Thiên Tướng nhìn Vạn Hồng Khai rồi gần giọng hỏi, dám mưu sát đệ tử thân truyền của tông chủ, Vạn Hồng Khai, cậu to gan quá nhỉ? Nhìn thấy La Thiên Tướng, Vạn Hồng Khai biết to chuyện rồi, gã vội quỳ xuống nói, tông chủ, đệ tử nhất thời hồ đồ, xin tông chủ tha tội. Trong lúc đó, Vạn Hồng Uy đã lén thi triển một bùa chú, nó sáng lên, sau đó có một người đàn ông trung niên xuất hiện và nói, tông chủ, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy người đàn ông đó, La Thiên Tướng nói, Đồng Hối Xuyên, đệ tử Vạn Hồng Uy của ông định giết đệ tử của tông chủ, theo luật thì tôi phải xử chết hai đứa nó. Đồng Hối Xuyên nổi giận nói, hai thằng ngu xuẩn kia, đến truyền nhân của tông chủ mà hai đứa cũng dám hại sao? Vạn Hồng Khai và Vạn Hồng Uy cúi thấp đầu xuống, không dám nói gì. Đồng Hối Xuyên mắng xong thì nói, tông chủ, Vạn Hồng Uy là đệ tử của tôi, còn Hồng Khai thì là đệ tử của Ngưu trưởng lão, chúng tôi chẳng dễ gì mới thu nhận được đệ tử, mong tông chủ nương tay tha cho họ lần này. Ngô Bình không nói gì, anh muốn xem La Thiên Tướng có quyền uy hay không. La Thiên Tướng vung tay lên, nguyên thần của Vạn Hồng Uy lập tức nổ tung, chưa kịp kêu tiếng nào đã biến thành cho bụi. Đồng Hối Xuyên kinh hãi, tông chủ. La Thiên Tướng lạnh lùng nói, hôm nay nó dám giết đệ tử của tôi thì mai nó sẽ giết tôi. Đồng Hối Xuyên, nếu người nó muốn giết là tôi thì ông có xin tha cho nó không? Trán Đồng Hối Xuyên mướt mồ hôi lạnh, ông ta cúi xuống nói, thuộc hạ biết lỗi rồi, lẽ ra không nên xin tha cho họ. La Thiên Tướng, ông dạy đệ tử không nghiêm, tạm thời bị cách chức thượng trưởng lão. Đồng Hối Xuyên không dám cãi lý mà nói, vâng. Hình ảnh của Đồng Hối Xuyên biến mất, La Thiên Tướng nhìn Vạn Hồng Khai đang sợ hết hồn rồi hỏi, có cần nhờ sư phụ cậu xin cho nữa không? Vạn Hồng Khai run rẩy nói, xin tông chủ tha mạng. Chỉ cần tông chủ nương tay, đệ tử sẽ nói cho tông chủ biết một bí mật. La Thiên Tướng cười lạnh, cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi. Nói bí mật ấy ra ngay, biết đâu lại có cơ hội sống. Còn không thì sẽ chết luôn. Vạn Hồng Khai vội nói, vâng, đệ tử nói ạ. Cách đây không lâu, sư phụ của đệ tử đã đi gặp Chu Vân Thiên đã truyền cho người Cửu Thiên Kiếm Kinh. La Thiên Tướng nghe xong thì vẫn bình tĩnh hỏi, ngoài ra, sư phụ cậu còn gặp ai không? Vạn Hồng Khai, hình như còn có Đồng Hối Xuyên trưởng lão nữa ạ. La Thiên Tướng, tôi biết rồi. Dứt lời, ông ta vung tay lên, pháp thân của Vạn Hồng Khai cũng nổ tung rồi hóa thành cho bụi giống em trai gã. Ngô Bình, sư phụ, xem ra Chu Vân Thiên này đang đào góc tường của Thiên Địa Kiếm Tông. La Thiên Tướng thở dài nói, họ luôn ngấm ngầm thông đồng với nhau, ta không thèm nói ra thôi. Ngô Bình, sư phụ định làm thế nào? La Thiên Tướng, Thiên Địa Kiếm quyết kém hơn Cửu Thiên Kiếm Kinh một chút, hơn càng về sau khoảng cách mà Chu Vân Thiên kéo ra càng lớn. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói, sư phụ, ngày xưa sư tổ lĩnh ngộ thiên cực kiếm kinh có để lại ghi chép gì không ạ? La Thiên Tướng, có chứ? Ông ta giật mình nói, con muốn xem thiên cực kiếm kinh à? Ngô Bình gật đầu, xem xong, khéo con có thể tìm ra điểm thiếu sót ạ. Thật ra Ngô Bình cũng rất tò mò, không biết nội dung ghi chép trong đây có giống với thiên cực kiếm kinh trong tâm cảnh của sư tổ Thanh Liên hay không? Anh nhận lấy chân thực chi nhãn. Sau đó về Thanh Mộc Cung lĩnh ngộ ngay. Anh truyền một ít pháp lực vào, hạt châu đã phóng một màn ánh sáng ra. Trên đây có một bức họa cực lớn, nó mở ra trong vũ trụ khiến các vì sao mất ánh sáng, trên đó có rất nhiều con chữ phức tạp, ngoài ra còn có hình vẽ. Ngô Bình ngẩn ra nhìn bức tranh, sau đó cứng đờ người. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy 3 ngày, chờ khi định thần lại thì chỉ còn thấy sững sờ, hóa ra có rất nhiều điểm khác với cái mình từng học trước đó. Thật ra anh cũng biết mỗi người sẽ có một cách cảm ngộ riêng nên ý nghĩa nội dung họ đọc được cũng không thể giống nhau được, đây chính là sự đặc biệt của công pháp thiên phẩm. Ngô Bình ghi lại nội dung của bức tranh,
sau đó mang đến tháp tu luyện rồi vào bên trong tu luyện. Lần này, anh đã nhanh hơn hẳn, chỉ mất 9 tiếng đã lĩnh ngộ được rồi. Ngô Bình đi ra ngoài, sau đó kết hợp với thiên địa kiếm quyết rồi sửa 10 tầng đầu tiên, còn 5 tầng tầng sau đó thì chính là công pháp giai đoạn thiên tiên. Thiên địa kiếm quyết sau sửa đổi tuy chỉ là nhánh, nhưng cấp bậc đã hơn cửu thiên kiếm kinh. Anh đi gặp La Thiên Tướng ngay, sau đó đưa 15 tầng công pháp hoàn chỉnh cho ông ta. Khi La Thiên Tướng nhận được thì sáng mắt lên nói, Đồ Nhi, công pháp mà con sửa không kém gì cửu thiên kiếm kinh. Ngô Bình, năng lực con có hạn, trước mắt chỉ tu luyện được tới cấp 15. Thực ra, anh đã tu luyện công pháp này đến cấp 10, sau đó trên cơ sở 21 cấp có sẵn, sáng tạo thêm 3 cấp nữa. Vậy là thiên địa kiếm quyết của anh tất cả sẽ có 24 cấp. Có điều, anh vẫn còn đề phòng La Thiên Tướng nên chỉ nói mình tu luyện đến cấp 15. La Thiên Tướng cười đáp, cấp 15 là đủ để bảo vệ vi sư bước vào cảnh giới chân tiên rồi. Tốt, rất tốt. Ngô Bình, sư tôn, đợi khi con trở thành thiên tiên rồi sẽ nghiên cứu tiếp các cấp sau. Lúc đó có gì mới con sẽ nói với sư tôn. La Thiên Tướng rất vui mừng, đáp, đúng là không hổ danh thiên tài tuyệt thế. Tư chất của con còn hơn xa ta. Ngô Bình, sư tôn quá lời rồi. La Thiên Tướng nói, vi sư lập tức bế quan. Đợi ta đột phá xong cảnh giới chắc chắn sẽ không phải sợ Chu Vân Thiên nữa. Ngô Bình lập tức lui xuống, anh nói một tiếng với mấy người Lâm Thanh Giao rồi quay về nhà. Anh đã ra ngoài 3 ngày liền nên có chút không yên tâm. Khi anh về đến nhà thì đã là buổi tối, thấy trong nhà không có gì bất thường, anh mới thay đổi diện mạo để đi gặp Thái Thú Hưng Long. Trước mắt, Viêm Long đã khôi phục lại hệ thống hành chính châu quận huyện. Quận tương đương với thành phố trước kia, châu tương đương với tỉnh ngày trước. Quản lý quận được gọi là thái thú, quản lý châu được gọi là thứ sử, còn quản lý tới mấy châu liền thì gọi là tổng đô đốc. Thái thú quận Hưng Long tên thường gọi là Trần Lệnh Bá. Trần Lệnh Bá lúc này đang làm việc ở văn phòng của thái thú. Ông ta vừa ngồi lên cái chức này nên công việc bộn bề. May mà ông ta có không ít thuộc hạ nên những việc nhỏ sẽ giao xuống cho cấp dưới. Đột nhiên Trần Lệnh Bá dừng việc đang làm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng. Không biết từ bao giờ, một người thanh niên mày đậm mắt to đã đứng ở đó, nhìn ông ta như cười như không. Trần Lệnh Bá cau mày, quát hỏi, kẻ nào đó? Cậu thanh niên kia chính là Ngô Bình, anh đi mấy bước tới trước mặt Trần Lệnh Bá, nói tôi hạ cố đến đây là vinh hạnh cho ông. Tại sao một thái thú nhỏ bé lại dám không ra đón? Trần Lệnh Bá đứng dậy. Quan sát Ngô Bình từ đầu đến chân rồi hỏi, các hạ là? Ngô Bình, tôi là ai ông chưa đủ tư cách được biết? Trần Lệnh Bá hừ lạnh, anh bạn trẻ, tôi là đệ tử Ngọc Hư Cung, cậu phải nhìn kỹ xem đây có phải nơi cậu tác oai tác quái được không đã chứ? Bốp! Ngô Bình giơ tay tát ông ta đánh bốp một cái, đánh mạnh đến nỗi Trần Lệnh Bá nhảy dựng lên, khóe miệng chảy máu. Trần Lệnh Bá kinh ngạc, cậu! Bịch! Anh lại bước lên phía trước bồi thêm một đấm vào mặt Trần Lệnh Bá, khiến ông ta lăn lộn vì đau đớn. Ngô Bình lại tiến lên, vừa đánh vừa đấm cho ông ta một trận nên thân. Tu vi của Trần Lệnh Bá không thấp, nhưng tiếc rằng vẫn không phải đối thủ của anh nên bị đánh cho bầm dập mà không phản công lại được. Sau khi đánh người xong, anh mới nghênh ngang rời khỏi đó. Đến nửa ngày sau, Trần Lệnh Bá mới hoàn hồn, lập tức gầm lên với thuộc hạ, lập tức báo lên với Ngọc Hư Cung. Ngô Bình đi tới Long Thành, lần trước anh đánh cho thái thú ở đó sợ chạy mất dép nhưng thế lực đứng đằng sau đó vẫn chưa bỏ cuộc, lại phái cao thủ khác đến thay. Người mới đến này rõ ràng mạnh hơn thái thú khi trước. Nhưng trong mắt Ngô Bình, cũng chẳng khác gì nhau, cho nên anh lại hóa thân thành hung thần, đến đánh cho thái thú mới một trận thừa sống thiếu chết. Làm xong những việc này, anh đi tìm Lý Long Thần uống rượu. Hai người uống đến tận khi trời tảng sáng thì phía Viên Khắc Hiếu báo tin. Viên Khắc Hiếu cười nói, cậu đúng là cao tay, đánh bị thương hai thái thú, đối phương giờ chắc chắn đã từ bỏ dã tâm với Long Thành rồi. Ngô Bình, bọn họ cũng không ngốc, biết khó thì phải lui thôi. Viên Khắc Hiếu, nội trong 3 ngày, Lý Long Thần sẽ nhận được giấy bổ nhiệm, cậu bảo cậu ấy chuẩn bị trước nhé. Ngô Bình đáp, tôi biết rồi. Viên Khắc Hiếu, cậu Ngô, còn chuyện này nữa, mấy ngày nay, cậu trấn thủ kinh Tây. Không một tu sĩ tà đạo nào dám xâm nhập khiến cấp trên vô cùng vui mừng. Thêm việc được chúng tôi ủng hộ nên Lăng Tiên Các quyết định để cậu tiếp tục làm thủ lĩnh Thiên Long. Hơn nữa,
Ngoài Lăng Thiên Các thì Thiên Long không chịu sự ràng buộc của bất kỳ tổ chức nào. Ngoài ra, chúng tôi đang cố hết sức để giành lấy cái ghế Tổng Đô Đốc Giang Nam cho cậu. Nếu thành công thì rất nhiều châu của Giang Nam sẽ do cậu cai quản. Sau khi anh cúp điện thoại, Lý Long Thần cười nói, sư thúc, thật không ngờ đệ tử còn có ngày được làm thái thú. Ngô Bình, thái thú tương đương với thị trưởng một thành phố, ngồi ở vị trí này không dễ đâu. Cho nên anh phải thật cố gắng, suy nghĩ chu toàn cho người dân. Lý Long Thần, sư thúc, đệ tử hiểu rồi. Sau khi trời sáng, Ngô Bình lại đi tới huyện Long Khánh. Mấy ngày anh không ở đây, thi thoảng cũng có mấy tu sĩ không biết trời cao đất dày định xâm phạm lãnh thổ nhưng đều bị Linh Hy chỉ cho đến nơi đến chốn. Lúc này, tu sĩ nào cũng e sợ khi đi qua đây. Họ hoặc là ngoan ngoãn đăng ký hoặc là tìm đường khác vào kinh. Vị trí của Ngô Bình ở Thiên Long được duy trì nên anh quay về chỉnh đốn lại tổ chức một lượt. Những nữ tu sĩ mà nữ đế Linh Hy đưa tới đều được gia nhập Thiên Long. Nhưng chưa hết, anh còn muốn chiêu mộ thêm nhiều nhân tài để tăng cường sức mạnh của mình. Anh gọi Hoa Giải Ngữ đến, nói thư ký Hoa, giờ Thiên Long đã là một trong những tổ chức mạnh nhất Viêm Long, có lẽ chúng ta đủ tư cách để tuyển thêm người tài nhỉ. Hoa Giải Ngữ, Long Chủ, tôi vẫn đang nghe ngóng chuyện này. Trước mắt ở khắp nơi trên Viêm Long đều có các đơn vị tuyển chọn nhân tài. Những nhân tài có tư chất tốt thông qua cuộc thi tuyển đều được đưa đến Học viện Võ Đạo để bồi dưỡng. Học viện võ đạo sao? Mắt Ngô Bình sáng lên, đáp, được đấy. Xem ra, tôi lại phải tới học viện một chuyến rồi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đã đến học viện võ đạo. Vừa đến nơi, anh đã cảm thấy bầu không khí trong học viện đã hoàn toàn khác trước, rõ ràng đã ít người hơn hẳn. Anh đang định đi tìm La Đạo Nhất thì vừa hay gặp một học sinh chính là Diệp Thanh Vũ. Cô ta đang xách một cái túi rồi ủ rũ đi ra phía ngoài, mà không hề chú ý thấy Ngô Bình. Ngô Bình gọi cô ta lại, Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Ngô Bình, cô ta sáng mắt lên nói, thầy Ngô. Ngô Bình gật đầu, đến kỳ nghỉ à, tôi thấy học sinh của học viện giảm đi hẳn, em có biết lý do không? Diệp Thanh Vũ thở dài nói, học viện đổi viện trưởng rồi ạ, viện trưởng La giờ xuống phó. Viện trưởng mới vừa lên đã tuyên bố nâng cao mức tiêu chuẩn chọn học sinh. Vì thế đã có một phần các học sinh mới được chọn trước đó bị loại, em được thầy Ngô viết thư giới thiệu nên đương nhiên không đạt yêu cầu, vì thế cũng bị đuổi ạ. Ngô Bình không ngờ mới có mấy hôm mà học viện đã thay viện trưởng rồi. Anh nói, em cứ ở yên đấy, cứ đến chỗ tôi đã. Diệp Thanh Vũ mừng rỡ, cảm ơn thầy Ngô. Ngô Bình đi tìm La Đạo Nhất, giữa đường gặp Thiết Huyền, anh ấy thấy Ngô Bình đã về thì vội nói, thầy Ngô, cậu về đúng lúc quá. Ngô Bình, tôi nghe nói học viện mới đổi viện trưởng à. Thiết Huyền nhìn ngó xung quanh rồi nói, chúng ta đến chỗ khác rồi nói. Anh ấy mời Ngô Bình đến nhà của mình, sau đó đóng cửa lại rồi mới nói, thầy Ngô, nay khác xưa rồi. Tiên giới cử một nhân vật lớn đến làm viện trưởng, người đó mạnh lắm nên giờ không ai dám cãi một lời. Viện trưởng La giờ thành viện phó, hơn nữa các viện phó cũng đều bị cách chức. Ngô Bình, viện trưởng mới có lai lịch thế nào? Thiết Huyền, ông ta tên là Quan Chí Đạo, là nhật vật nòng cốt của nhà họ Quan một gia tộc Hoàng Kim ở tiên giới. Ngô Bình, nghe nói còn đuổi một số học sinh đúng không? Thiết Huyền, không chỉ học sinh đâu, đến giáo viên cũng bị kiểm tra lại, chỉ có võ tông nhất phẩm trở lên và chuẩn bị thành chân quân mới được giữ lại. Ngô Bình, thế thì tôi cũng không đủ tư cách rồi. Thiết Huyền, nếu có thể trở thành võ tông ngự danh hoặc võ vương thì không có hạn chế về cảnh giới. Tháp tiên võ chia võ giả thành võ sư, võ tông, võ vong và võ hoàng. Yêu cầu để trở thành võ vương rất cao, muốn thành võ vương thì phải đạt được rất nhiều điều kiện. Ngô Bình, thế thì tôi vẫn là giáo viên. Thiết Huyền thở dài nói, nhưng tôi thì không. Thiết Huyền là võ tông tam phẩm, hơn nữa cấp bậc cũng chưa tới chân quân. Ngô Bình chán nản nói, theo tôi được biết thì võ tông tam phẩm chỉ có mấy người các anh thôi. Đến anh còn không đủ tư cách thì học viện còn giáo viên nào nữa. Thiết Huyền, Thượng Quan Chí Đạo đã dẫn theo nhiều người ở tiên giới đến, họ sẽ là giáo viên mới. Anh ấy cười nói, tuy giờ tôi không còn là giáo viên nữa, nhưng vẫn là thầy giáo của học viện. Thầy Ngô, Thượng Quan Chí Đạo đã xây một cục kiểm tra trong học viện, cậu có muốn đi thử không? Ngô Bình đã nghe nói đến nơi này rồi, không phải tu vi cứ đến cảnh giới Long Môn thì được gọi là tiên quân là một danh hiệu cao quý.
chỉ khi vượt qua kiểm tra và được tiên đình công nhận thì mới nhận được danh xưng này. Chân quân, tiên tôn cũng thế. Ngô Bình hỏi, anh kiểm tra thử chưa? Thiết Huyền, tôi còn xa mới đến được tiên quân, nói chung là chưa có ai thông qua kiểm tra chân quân cả. Ngô Bình nói, để tôi thử. Thiết Huyền dẫn Ngô Bình đến cục kiểm tra, ở đây không có ai, vì kiểm tra không phải miễn phí, mỗi lần kiểm tra mất 100 tiền báu. Có một người đàn ông trung niên ngồi ngoài cục, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi, muốn kiểm tra à? Ngô Bình gật đầu, vâng, tôi muốn kiểm tra chân nhân. Sau khi hỏi rõ thân phận của anh, người đàn ông ghi chép rồi nói, phí kiểm tra là 100 tiền báu. Ngô Bình đưa tiền xong thì người đàn ông mở cửa cho anh vào, cục kiểm tra không lớn, ở giữa có một bàn đồ trận pháp, Ngô Bình đứng lên trên. Người đàn ông ấn nút gì đó, trận pháp lập tức phát sáng rồi chiếu lên người Ngô Bình. 5 phút sau, ánh sáng biến mất, bên cạnh Ngô Bình xuất hiện một màn sáng, bên trên viết rõ kết quả kiểm tra của anh là chân nhân nhất phẩm. Nhìn thấy kết quả này, người đàn ông giật bắn mình rồi nói, nhất phẩm ư? Ngô Bình hỏi, chân nhân còn có cấp bậc sao? Người đàn ông nhìn Ngô Bình với vẻ kính trọng rồi nói, Ngô chân nhân, cậu vừa sử dụng trận pháp kiểm tra trung cấp, mà nó chỉ kiểm tra được cấp cao nhất là chân nhân nhất phẩm thôi. Trận pháp này chia chân nhân thành 10 cấp từ thập phẩm đến nhất phẩm, hầu hết các tu sĩ đều dưới cấp thất phẩm, được lục phẩm thì có tư chất tốt, tứ phẩm trở lên thì thường là thế lực lớn nào đó. Nếu là nhất phẩm thì là thiên kiêu của thế lực lớn siêu cấp. Thiết Huyền không hề thấy bất ngờ, vì Ngô Bình đã là võ tông truyền kỳ rồi. Ngô Bình, vậy là vẫn còn trận pháp kiểm tra cao cấp hơn à? Người đàn ông, đúng vậy, trên nhất phẩm thì được gọi là chân nhân thượng cổ. Nhưng chỉ có trận pháp kiểm tra cao cấp mới kiểm tra được. Ngô Bình hào hứng nói, tại sao lại gọi là chân nhân thượng cổ? Người đàn ông, nghe nói chân nhân ở cấp bậc này đã tiếp cận được với con người ở thời thượng cổ. Ngô Bình, thực lực của chân nhân thượng cổ mạnh lắm à? Người đàn ông, đương nhiên, chân nhân thượng cổ có thực lực giết được cả hư tiên, điều đáng sợ hơn là chân nhân thượng cổ trở thành chân quân, tiên quân xong sẽ có thực lực mạnh hơn nữa. Nói rồi, ông ấy lấy một miếng ngọc ra, sau đó viết tên Ngô Bình lên đó. Miếng ngọc phát sáng, ông ấy cười nói, Ngô chân nhân. Từ giờ trở đi, cậu đã được tiên giới công nhận là chân nhân nhất phẩm. Sau đó, ông ta đưa huy hiệu cho Ngô Bình rồi nói, đây là chứng nhận thân phận của cậu, có nó tồi thì cậu sẽ có đặc quyền ở tiên giới. Nếu gia nhập vào các môn phái thì nó rất hữu dụng đấy. Ngô Bình nhận lấy huy hiệu rồi định bỏ đi, nhưng miếng ngọc trong tay người đàn ông lại phát sáng, ông ấy nhìn rồi cười nói, Ngô chân nhân, tiên đình mời cậu tham gia tuần phòng thi để giúp sức cho tiên đình. Ngô Bình, nếu có cơ hội, tôi sẽ suy nghĩ. Đúng lúc này, có một luồng uy áp xuất hiện, một người đàn ông đã đứng ngay ở cửa. Người này thoạt nhìn không quá lớn tuổi, mặc áo bào tím, mũi cao miệng rộng, mái tóc dài cùng màu áo, ông ta mở cửa đi vào rồi nói, ai là chân nhân nhất phẩm thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.